Hôm nay xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau lại trên bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh tên từng con sóng. Hiện tại thì chúng ta đang có 4 ngày nghỉ các anh chị. Tuần vừa rồi thì chúng ta chỉ giao dịch có 3 phiên thôi. Uh, phiên ngày 29, 30, 31 và sau đó thì chúng ta được nghỉ lễ ở Quốc khánh hôm 2 tháng 9 thì uh, tối ngày hôm nay là tối ngày thứ bảy thì hiện tại thì chúng ta vẫn đang là trong cái ngày nghỉ lễ đúng không ạ? Uh, tuy nhiên thì uh, ngày mai là ngày chủ nhật và ngày kia thì chúng ta lại bắt đầu uh, tiếp tục cái hành trình công việc của chúng ta và uh, thêm một ý nữa đó là gì chúng ta đã bước qua tháng 8 và chúng ta chuẩn bị cái tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9 vì vậy nên là chúng ta chỉ còn uh, tháng 9 tháng 10 11 và tháng 12 nữa thôi như vậy là 4 tháng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc năm dương lịch của năm 2022 chính vậy nên là Hùng Lê cũng mong cái chị em của chúng ta có một kỳ kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại những cái công việc thường nhật của chúng ta để chúng ta tận dụng à 4 cái tháng còn lại của năm 2022 là năm dương lịch. Còn năm âm lịch thì nó đâu đó còn khoảng tầm 6 tháng nữa, à 5 tháng nữa các anh chị, đó. Như vậy là chúng ta cũng đã đi được uh, quá nửa cái chặng đường của năm 2022 rồi. Uh, thì uh, hiện tại hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái bức tranh tổng quan về chứng khoán uh, thế giới nó đang hơi tiêu cực. Cúng anh chị tí nữa thường sẽ đến phân tích sâu hơn à, về cái chỉ số chứng khoán Dow Jones, Dow Jones 30 và một số các cái chỉ báo về ngành hàng hóa ví dụ như là giá thép, giá than, rồi giá dầu, VGT, vân vân một số các cái chỉ báo như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một số các nhóm ngành chính của chúng ta. Ví dụ nhóm ngành dầu khí, ví dụ nhóm ngành sắt thép, ví dụ nhóm ngành than đúng không ạ? À, chúng ta sẽ có cái sự tương đồng khi mà giá thép hoặc là giá vật liệu nó tăng lên cao thì như vậy là các cái nhóm ngành chúng ta thi đấu rất là tốt rất là tích cực à, ok thì bản tin tuần này thì hùng cũng sẽ có ba cái phần chính phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi view các cái danh mục rất là cơ bản đúng không anh chị à, ngoài cái danh mục đó ra các anh chị có quan tâm thêm những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể vui lòng comment bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần và hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị À, phần thứ hai thì chúng ta cùng nhìn lại ba phiên giao dịch của tuần cũ để chúng ta xem thấy rằng à, cái mức độ chống đỡ của thị trường chứng khoán Việt Nam trước cơn bão của chỉ số Dow Jones như thế nào. Đúng không anh chị? Phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài cái dự báo, một vài cái nhận định xu hướng thị trường trong tuần mới. À, hiện tại thì Hùng đang bị viêm họng. À, cái này thì các anh chị đều biết rồi, tức là bị một cái bệnh rất là khổ đó là mùa đông thì thường hay bị ho, bị viêm họng, mùa hè những cái ngày trời nắng mà mình làm điều hòa á, thì uh, thường thường nó lại hay bị tái phát như vậy và nó bị mãn tính bao nhiêu năm nay rồi uh, vẫn chưa khỏi nên là cái bản tin tuần này thì uh, cái tiếng nó không được trong lắm nên là các anh chị chúng ta cố gắng một chút đúng không anh chị chúng ta cùng cố gắng và uh, trên cái chặng đường đầu tư trên cái con đường mà ông lê đã uh, cùng đồng hành với anh chị em uh, trên team cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì đó sẽ là những cái giá trị chúng ta cùng nhau chia sẻ uh, những cái giá trị mà chúng ta cùng nhau cố gắng để À, có thể đi đến được một con đường nó dài hơi hơn trong cái chặng đường đầu tư trên thị trường chứng khoán. Ok thì đối với họ nhà VIX hiện tại thì ông chỉ view thôi các anh chị lưu ý là như vậy và những cái thông tin về cơ bản của cái nhóm này thì nó đang tương đối là xấu đúng không anh chị. À, thì đối với VIX chúng ta thấy rằng trong cái tuần vừa qua nó có ba phiên giao dịch quanh vùng 63 đến khoảng vùng 64 và khả năng cái tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở cái biên này trong trường hợp nếu như VIX bị đạp thủng vùng 63 thì lúc đó chúng ta phải tính toán ở khoảng quanh vùng 60 mươi viên hôm thì tuần vừa qua nó giao dịch cũng tương đối là tốt thì ngắn hạn là chúng ta đã đánh giá cái vùng hỗ trợ 58 đến khoảng vùng 58.5 ở đây ở trong cái tuần giao dịch cũ thì chúng ta có một cái điểm cao hơn một tí ở quanh vùng 59 thì đối với những anh chị em mà chúng ta đang cầm Vinhome thì chúng ta sẽ ke những cái vùng hỗ trợ này để chúng ta có thể mua ở cái vùng thấp và sau đó nó hồi lên các cái vùng kháng cự ví dụ vùng 61.3, ví dụ nó hồi lên vùng 63 thì đấy sẽ là những vùng mà chúng ta để chúng ta bán bớt đi. để chúng ta hạ cái giá vốn bởi vì theo hùng được biết thì rất nhiều những anh em, những anh em tài khoản cầm Vinhome thì mọi người đã đua ở những cái vùng giá 60, 70 và thậm chí ở trên này cũng có. Vậy thì chúng ta đang bị kẹp lại hàng thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải xử lý. Đó Uh, các anh chị lưu ý rằng là khi một cái mã cổ phiếu ấy mà chúng ta mua ở vùng cao mà chúng ta không có những cái động thái đảo hàng chém cá ở tiến thớt thì uh, các anh chị sẽ rất rất lâu, có thể là 2 năm, có thể là 3 năm thì cổ phiếu mới có thể quay trở lại về được cái điểm mà xuất phát của chúng ta. Đó, tuy nhiên là chúng ta có những cái sóng nhỏ lan tăn ở bên dưới này. Đây ví dụ sóng vịnh sóng Vinhome nó đánh từ 60 lên khoảng vùng 70. Đó thì đây cũng là một nhịp để chúng ta đảo hàng và nhịp này cũng như vậy và nhịp này cũng như vậy chúng ta sẽ cố gắng tối ưu. Đó. Ờ à, đối với VRE chúng ta thấy rằng là sau một uh, sau những cái tuần mà chúng ta phân tích qua cái vùng hỗ trợ 28.5 thì tuần vừa rồi thì VRE đã có cái xu hướng bị đạp và uh, gãy khỏi cái vùng này. Như vậy tuần mới thì uh, sẽ ngắm lại vùng 273 đến khoảng vùng 276, khả năng sẽ uh, quay trở lại về đây. Uh, Vinamilk sau một tuần đánh rất là tích cực đúng không anh chị và nó đạt được cái target 78 thì uh, như cái dự báo của hùng đúng không anh chị và nó đã bắt đầu quay trở về nó chỉnh cung. Đó. Và cái điểm chỉnh cung đầu tiên của Vinamilk đó là 75.5 đến vùng vùng 76 thì các anh chị nhìn thấy đây tuần vừa qua đúng không ạ? Ba <laughs> cái nến là nó cứ dập dình ở quanh vùng này thôi. Đó, chứng tỏ rằng đây là cái vùng hỗ trợ cũng tương đối là ổn. Thì đối với Vinamilk theo như quan điểm của hùng thì tuần mới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng cái khả năng chịu đựng của Vinamilk ở khoảng quanh vùng ngưỡng 75.5 đến khoảng vùng 76 đây Đó, Trong trường hợp nếu mà giữ được thì cái vùng test này là tạm ổn Nhưng nếu không giữ được thì nó sẽ quay tiếp trở lại test một cái điểm sâu hơn ở đây Đó, các anh chị đây Thì cái điểm sâu hơn này nó nằm vào khoảng quanh vùng 74.5 Như vậy chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta từ từ chúng ta sẽ bám sát thêm đối với mã V đối với VTC thì trong cái thời điểm hiện tại nhìn chung thì cái động lực nó cũng chưa có nhiều đâu các anh chị nó tuần vừa qua thì nó tiếp tục bám biên ở quanh 122 và trong phiên thì nó có những cái phiên thẳm xuống ở cái vùng hỗ trợ tương đối sâu ở quanh vùng 120 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây thì trong lịch sử về mặt tạo lập là VTC thường có những cây nến ở ờ, sâu ở trong phiên và sau đó những cây rút chân lên thì đây có thể gọi là những cây nến búa hoặc là những cây doji đó đây là những cây doji đó thì ở đây nó cũng như vậy đang có như vậy như vậy thì tuần mới chúng ta sẽ bám sát thêm ở quanh hỗ trợ 120 khả năng cái vùng này uh, thì nó sẽ uh, tích lũy tạo lập ở quanh vùng này và nó sẽ có những cái nhịp hồi thì các anh chị mà đang cầm thì chúng ta có thể cân thêm và căn cứ cái nhịp hồi đó thì chúng ta có thể uh, tháo hàng À, Đông Kiên Giang ở trong tuần thì nó đã tiệm cận lại cái vùng kháng cự 21 tương đối đẹp và nó đang có hai cây nến test ở đây các anh chị và hai cây nến test này thì nó không thủng vùng 20 như vậy là tạm ổn. Tuần tới thì uh, trên quan điểm kỹ thuật thì vẫn tiếp tục dự báo cái xu hướng tức là nó sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 20 và kỳ vọng vùng 20 không thủng thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, nâng cái target kỳ vọng của uh, súp Đông Kiên Giang lên khoảng quanh vùng 23 đến khoảng vùng 23.5. Ờ, trụ man san uh, vẫn đang đi theo những cái hướng uh, khá là tích cực theo những cái quan điểm và dự báo của chúng ta đúng không ạ thì man san có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh vùng 110 112 uh, nó tích lũy thành công ở trong cái vùng này còn có, có phiên ngày thứ hai thôi Các anh chị nhìn thấy đây có một điểm test vào trong cái vùng biên kỹ thuật và nó đang có thiên hướng uh, hướng về cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 100 119 đến khoảng quanh vùng 120 Bản Việt thì trong tuần vừa qua nó cũng đánh tương đối là tốt các anh chị. Thì đối với bản Việt thì chúng ta sẽ nhìn ở trên những góc độ như sau. Thứ nhất đó là vùng 59 đến khoảng vùng 60. 59.5 đến khoảng vùng 60 đó là vùng kháng cự các anh chị. Ở đây nó tạo thành kháng cự ở đây. Thì vùng này, đó, phiên kết tuần nó cũng à, đánh lên được vùng 59.5 và kết thúc ở 58.5. Tức là nó không đóng cửa được ở cái giá cao nhất. Và ở cái chiều ngược lại thì chúng ta cũng ngắm được một cái vùng hỗ trợ tương đối quan trọng của cổ phiếu này. Đó khoảng quanh vùng 55.5 đến khoảng vùng 56.5 đó thì các anh chị cầm thì chúng ta cứ gặp về gần gần sát hỗ trợ thì các anh chị có thể mua thêm và căng căng về đến gần cái vùng kháng cự thì chúng ta có thể bán mới đi để nó trong những giai đoạn hiện tại thì chúng ta cứ tối ưu hóa bằng những cái nhịp ngắn như vậy <laughs> đối với PNG ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào đó là thứ nhất là vùng hỗ trợ mạnh của PNG từ 110, 112 các anh chị lưu tâm vùng kháng cự mạnh của nó ở đây là quanh 120 đến khoảng 120.5 đấy là vùng kháng cự mạnh Uh, ngắn hạn tuần mới thì khả năng bởi vì là trong tuần cũ thì Png nó đã có những cái điểm test kỹ thuật về khoảng quanh vùng 112.5 như vậy tuần mới thì khả năng uh, cao thì nó vẫn tiếp tục quay trở lại ở cái mốc hỗ trợ kỹ thuật này và chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, đối với Png uh, chúng ta cũng có thể canh gom dần theo quan điểm của như vậy quanh gom dần quanh vùng 112.12.5 tạm được MWG sau một nhịp tăng rất là tốt và trong tuần vừa qua thì MWG đã có một nhịp test cung. Đây là một cây nền test cung này các anh chị này. Nó test cần về quanh vùng giá 70 và cái lực cầu nó rất là khỏe và nó đã kéo lên ở trong phiên luôn. Như vậy điều này cho thấy rằng là ở trong cái thời điểm hiện tại dòng tiền đánh MWG đang khá là tốt và các anh chị cũng có thể nhận diện rằng là cái đường MACD đúng không các anh chị? Đó cái đường MACD thì nó đang hướng lên và một cái màu xanh rất là đẹp trong cái nhịp này thì cũng có vẽ một cái đường mà ACD đâm thẳng xuống đây là chúng ta mua phỏng một cái nhịp gì cổ phiếu MWG suy yếu và sau đó thì nó bắt đầu chuyển pha xu hướng và nó bắt đầu hình thành một cái sóng tăng à, ngắn hạn thì MWG có thể tuần à, sang sang tuần mới thì nó vẫn có thể quay về test lại ở khoảng quanh khoảng quanh vùng 71 đến khoảng vùng 71.5 đó các anh chị nó có khả năng đến vùng 72 đây sẽ là những cái vùng test kỹ thuật rất là đẹp và À, tích lũy thành công thì chúng ta sẽ ngắm lên target ở nhịp này ở khoảng quanh vùng 76 sáu à, thủng vùng 76 thì sẽ ngắm lên vùng 79 đến vùng 80 và lên đến cái vùng này thì là cái vùng kháng cự rất mạnh của mấy rồi và chúng ta lưu tâm là chúng ta có hàng và chúng ta bắt được hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt bớt để làm gì để chúng ta lại tiếp tục một cái hành trình phân tích nếu có một cái sóng tăng đây các anh chị mbg ở vùng 60 mươi bắt đầu phân tích một cái nhịp phục hồi đó thì từ 60 mà lên đến 80 như vậy là chúng ta cũng đã có một target khá là ổn đối với uh, em này. Ở ngành bán lẻ ta phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khác. Hiện tại ông nhìn thấy xu hướng cũng đang là đẹp. Thứ nhất là cổ phiếu PET ở đây các anh chị nhá. Thì PET sau khi mà nó công lại được cái vùng kháng cự 40 thì nó đã có những cái nhịp test trả lại cung ở quanh vùng 39 40, nhìn về mặt thiên hướng ở đây rất là đẹp. Và trong tuần vừa qua nó có ba cây nến và cái cây nến và nó có hai cái cây nến test ở đầu ngọn nến tức là ở khoảng quanh vùng 42 như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể canh mua thêm pet ở quanh vùng 42 với mục tiêu nhịp này thì chúng ta sẽ hướng đến khoảng vùng 49 đến khoảng vùng 50 thì các anh chị lưu tâm ở đây là vùng kháng cự mạnh thì ở đây nó cũng như, nó cũng như vậy thôi đó và khi về đến những vùng này đó là những vùng mà chúng ta canh thì chúng ta bán bớt hàng đi đúng các anh chị cổ phiếu HAI là một mã cổ phiếu cũng rất là hay và về mặt kỹ thuật thì mình vẫn tiếp tục theo dõi cái trend kỹ thuật của cổ phiếu HAI đó, sau khi mà nó công được cái vùng 24 rồi thì nó đã có một cái sự điều chỉnh và nó test cung tích lũy ở đây cũng tương đối là ổn định luôn các anh chị. À, ngắm về mặt thiên hướng thì nó sẽ ngắm về khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28, nhịp này mà khỏe. Tức là nhịp này thì nhóm ngành bán lẻ cũng đánh giá rằng nó đang rất là ok. À, như vậy thì có thể ngắm lên thêm cả cái vùng target ở khoảng quanh vùng 30.5. Đó. <laughs> Ở ờ, phiên thứ hai tuần tới thì những cái tài khoản mà các anh chị đang cầm thì các anh chị có thể cân gom thêm một quanh vùng 25 nó là hợp lý. Đó, pet thì nó tương đối là ok. Ờ, cổ phiếu Digiwa DGVK xem cổ phiếu này. À, thì Digiwa nó cũng đánh khá là tương đồng với các cái mã cổ phiếu của ngành bán lẻ đúng không các anh chị? Nó đã Uh, có một cái nhịp kéo lên và sau đó thì cái gì ạ? Đây đang là những cái nhịp quay test trả lại cung ở quanh vùng 70. Đây nó cũng là những cái điểm test kỹ thuật tương đối đẹp và có thể nó ngắm tế, ngắm lên cái vùng ở uh, quanh vùng 80. Cổ phiếu F. Uh, rồi, uh, nhóm anh bán này thì chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi. Uh, G. Cái trụ G thì đến cái thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm thấy rằng là con G này cái tính À, tính 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 đầu cơ đi mặc dù là cổ phiếu cơ bản các anh chị nhá nhưng nó 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 có những cái giai đoạn đầu cơ tức là cái dòng tiền lớn nó đánh và nó thêm một cái ý nghĩa nữa là con di này thì nó sẽ đảm bảo thêm một cái yếu tố về mặt tạo lập về mặt điểm số à, và một cái mô hình một cái mô hình thì sau khi mà di đó đã quay trở về đây các anh chị nó test rồi đó thì nó test cái mô hình VK ở đây tương đối thành công à, hình ở quanh 74 đến khoảng vùng 75 đây sau đó thì nó đang có những cái dấu hiệu bứt thoát lại ở trên vùng 80 cộng đây và lực cầu bắt đầu được nhồi vào đó thì với cái thiên hướng hiện tại như thế này thì như vậy là thứ hai khả năng cái vùng 83 nó không có đâu nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 84 85 và mục tiêu thì di ở trong nhịp này có thể hướng đến vùng 90 đến khoảng vùng 93 về mặt tạo lập rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo một cái nhóm này rất quan trọng đó là nhóm ngành thép thì như các anh chị đã biết rằng là hiện tại thì Giá thép sau một cái nhịp phục hồi thì nó lại bắt đầu nó có thiên hướng quay lại test lại cái đáy nó vừa mới tạo ra. Đó. Vậy thì đối với những cái anh chị em mà chúng ta đang đánh nhóm thép thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi thêm cái động thái của giá thép thế giới. Đó. Và khi giá thép thế giới nó tăng lại thì như vậy nhóm thép của chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn. Còn trong trường hợp nếu nhóm thép thế giới vẫn tiếp tục lình xình, vẫn tiếp tục đi ngang để tích lũy thì nhóm thép ở trong nước khả năng cao thì theo quan điểm của Hùng thì nó vẫn tiếp tục như vậy, nó vẫn tiếp tục đi ngang. À, thì đầu tiên chúng ta lại nói đến Hòa Phát. vẫn là một cái hành trình mà Hòa Phát tiếp tục tích lũy, đúng không ạ? Cái mục tiêu mà Hòa Phát để công thủ vùng 26 nó là chưa có. Uh, tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì hòa phát cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta có thể uh, đánh giá rằng là nó đang ở trong một cái giai đoạn thì anh ấy tích lũy tạo nền đó thì cái giai đoạn tích lũy tạo nền này thì cũng đã có phân tích từ khá là sớm từ cái vùng 20.7 và nó kéo dài đến tận đến cái thời điểm hiện tại uh, mặc dù nó cũng đã có được một số những cái thành tích nhất định ví dụ như là nó đã công thủng được uh, vùng bao nhiêu đấy 23.5 tuy nhiên là bây giờ nó lại quay trở lại nó test cung ở vùng 23.5 nguyên nhân là giá thép thế giới hùng lưu ý lại với các anh chị như vậy nguyên nhân là giá thép thế giới lại đang tiếp tục quay trở lại chỉnh giảm nên là nhóm thép của chúng ta nó sẽ ở một cái trạng thái nó khá là lình trình để nó chờ thêm cái thiên hướng của cái cái xu hướng giá, thép các anh chị nhá thì đối với hòa phát ở đây các anh chị lưu tâm hùng vùng 27 mươi hai bảy đến khoảng vùng 23 khả năng tuần mới thì hòa phát cũng sẽ tiếp tục uh, tiếp tục uh, dài xéo ràng co ở trong cái biên này đó để nó giữ lại được. Tốt nhất là giữ lại được vùng 22.7 còn trong trường hợp thủng 22.7 thì nó sẽ xấu hơn. Như vậy là chúng ta sẽ phải tính toán ở quanh vùng 22. Hoa sen, em sen, mọi người cứ trêu là em sen nở hoa đúng không ạ? <laughs> thì đối với hoa sen á thì nó cũng đang à, các anh chị có thể nhìn view ra rộng một tí này. Thì trong một cái mô hình mà chúng ta phân tích ở đây đó là tại cái thời điểm mà hoa sen ở vùng 13.2 đến vùng 13 14 ở đây thì chúng ta bắt đầu ngắm một cái nhịp một của hoa sen là nó phải lên được quanh vùng 20 sau đó nó kéo vụt thoát lên trên vùng 20 và nó sẽ bắt đầu một cái giai đoạn hình thành một cái giai đoạn gì đấy các anh chị giai đoạn test cung trả nền tích lũy lại ở xu hướng cấp 2 vậy thì ở đây các anh chị đây đang là những cái giai đoạn gì ạ những cái giai đoạn trả cung tích nền nó đã kéo vượt thoát cái vùng 20 ở đây và nó kéo lên được cái vùng 22.5 và nó đang có một nhịp test thứ nhất và nhịp test thứ hai ở trong tuần vừa qua đó vậy thì à, tuần tới thì với cái xu hướng hiện tại thì cũng vẫn dự báo tiếp ở cái vùng 19.6 đến khoảng vùng 20 khả năng nó sẽ có tiếp có những cái giá này và à, tích lũy thành công và nó chờ đợi những cái tín hiệu về thị trường nó tốt hơn tối ưu hơn để nó có cơ hội vượt thoát cái vùng ở đây đó là quanh vùng 22.5 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 25 và cái mục tiêu để hoa sen tiếp tục đi tiếp tục hàng một cái hành trình ở đây thì nó bắt buộc nó phải đánh break được cái vùng 25 cộng đấy là nhịp hai ở nhịp 1 là từ 14 lên 20, nhịp 2 là từ 20 lên 25 và nhịp 3 thì chúng ta sẽ phân tích sau. Đó, chúng ta chờ thêm tín hiệu. À, cổ phiếu Nam Kim, đối với Nam Kim thì cũng như vậy. Nam Kim thì cái mục tiêu để Nam Kim tiếp tục hành trình lên ở đây này, cái vùng target kỹ thuật quanh 25 nó chưa có đạt được. nó nó chưa có đạt được. Và ngắn hạn thì Nam Kim bị một cái vật cản ở đây ở khoảng quanh vùng 23 tương đối là mạnh trong tuần vừa qua thì Nam Kim đã tiếp tục quay trở về chỉnh giảm lại quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 20, 22, 20 năm. À, với một cái tín hiệu kỹ thuật như này, lực cầu đang khá là thấp thì khả năng tuần mới thì Nam Kim sẽ tiếp tục tiếp tục có ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. À, trong trường hợp nó không bị thủng cái vùng 20.2 là tạm ổn. Đó, ở cổ phiếu VGS thì trong tuần vừa qua nhìn chung thì nó vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh biên 17 7.5, đây tạm thời là biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn thì tuần mới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm. cổ phiếu TVN <laughs> TVN thì chúng ta có nói ở đây đó là biên 8.5 đến vùng 8.7 trong tuần thì nó đã có những cái thời điểm mất vùng 8.5. À, tuy nhiên nó đều rút chân lên được, như vậy thì tuần mới thì tiếp tục đánh giá cái thiên hướng tích lũy ở quanh vùng 8.5. À, và điểm sâu so sâu -so hơn thì có thể tính toán là vùng 8 đến khoảng vùng 8.2. Uh, MTLH thì cũng chưa có những yếu tố đột biến 9 tháng 7 đến vùng 10 các anh chị đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật đó và cái kháng cự ngắn của uh, cổ phiếu này cần phải vượt qua đó là vùng 11 uh, nhìn về mặt uh, về mặt thanh khoản nó cũng đang khá là thấp vì vậy nên xu hướng tuần mới thường tiếp tục uh, quan sát và đánh giá thêm uh, những cái tín hiệu kỹ thuật của uh, em này ở khoảng quanh vùng 98 97 đến khoảng vùng 10 rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi chuyển sang phân tích một nhóm ngành cũng hết sức quan trọng và nó có những cái vai trò then chốt ở trên thị trường đó là nhóm ngành dầu khí. Thì như các anh chị em cũng đã biết đến thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn thấy đây, đây là biểu đồ của VKTI trong cái thời gian vừa qua và trong cái tuần trước thì VKTI đã có một cái nhịp phục hồi tương đối là tốt đấy các anh chị phục hồi tương đối tốt và nó đã break lên được cái vùng 94.5 đến khoảng vùng 96 thì trong cái thiên hướng khi mà nó bất lên được như vậy á, thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Tức là chúng ta kỳ vọng là cái mốc 93 sẽ là cái mốc kỹ thuật để dầu quay trở về đây và bật. À, tuy nhiên trong cái phiên giao dịch của ngày thứ mấy đây này. À ngày 230 thì giá dầu của chúng ta đã bị phá vỡ cái mốc 93. Sau đó nó có một cây nến xác nhận nó không lấy lại được vùng 93 nữa nên là khi mà cái tín hiệu này cái trẻ này xảy ra thì sao? thì có nghĩa là nó sẽ quay trở về test tiếp cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là cái vùng mà chúng ta đã nói đến ở đây đó là vùng 88 đến vùng 90. Và vì tuần trước nó đã có những cái râu nến quanh vùng 86 hơn 86 ở đây nên là có khả năng uh, tuần này với cái đà như hiện tại này thì nó cũng có thể là nó sẽ uh, quay lại kiểm tra những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 80 biên 85 86 ở đây vậy thì như vậy là nhóm P thì nó sẽ có những cái tác động nhất định khi mà à, cái xu hướng giá dầu đã bị giảm mạnh ở trong những cái phiên mà à, thị trường của chúng ta nghỉ lễ đúng không anh chị đó thị trường của chúng ta nghỉ lễ nhưng giá dầu vẫn tiếp tục giao dịch như vậy thì khi mà thị trường quay trở lại trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 86 ở đây trong trường hợp nếu mà VKT hồi thì khả năng là nhóm P nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực hơn còn trong trường hợp mà nó vẫn cứ lình trình lình trình như vậy thì khả năng P sẽ tiếp tục có một cái nhịp chỉnh cung Nhịp chỉnh cung kỹ thuật Thì đối với MCAT ở đây Trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có một cái điểm test về quanh vùng 115 Nó hồi lên tuy nhiên điểm hồi này thì lực cầu nó cũng chưa đủ lớn chính vậy nên là khả năng tuần tới với cái xu hướng của P như vậy thì nó sẽ kiểm tra lại Quanh 115 Cái điểm sâu hơn mà chúng ta có thể tính toán đó là quanh 112 À, với một cái mục tiêu kỳ vọng thì chúng ta vẫn đánh giá rằng là trong nhịp này thì gas vẫn tiếp tục có những cái cơ hội để kéo về ở quanh vùng 125 đến khoảng vùng 128. À, PLX trong tuần thì PLX đã chỉnh cung và nó đã test hết lại cái vùng cung kỹ thuật của một cái nhịp xuất phát ở đây. Đó là quanh vùng 42 đến khoảng quanh vùng 42.5. Nhìn về cái thiên hướng kỹ thuật của PLX ấy, thì chúng ta vẫn à, tiếp tục ngắm cái vùng à, gọi là vùng biên tích lũy đi. Chúng tạm gọi là như vậy. À, và chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm bởi vì là cái tín hiệu đường MACD á, là nó đang đang từ đây xanh đúng không anh chị và nó bắt đầu nó có tín hiệu đỏ như thế này thì như vậy ngắn hạn đấy là PLX nó sẽ chỉnh cung này tạo nền tích lũy này và nó nó phải chờ cái thiên hướng đó ví dụ khi mà cái đường mát nó xanh trở lại thì cái đó thì cái xu hướng nó sẽ tốt hơn Ở cổ phiếu PVS nó PBS thì trong tuần thì PBS cũng đã chỉnh cung tương đối đẹp và các cái vùng giá chúng ta dự kiến ở quanh vùng 27 này vùng 26.5 thì nó về sâu nhất là gần suýt soát vùng 26 Tuy nhiên là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó đã rút chân lên đúng không và nó tăng rất là mạnh mẽ thì chúng ta nhìn thấy đây ở đây đối với PPS ở đây nó có cái vùng khá cự khá là mạnh đây quanh vùng 30 với hai cây nến trả cung test nền như này thì phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm thêm cái khả năng tích lũy ở trên vùng 28 cộng trong trường hợp nếu vùng 28 cộng mà không lấy lại được thì chúng ta phải ngắm thêm à, nó để tiếp tục quay trở lại quanh vùng 27 ở đây mục tiêu ở à, mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm à, vùng kháng cự ở đây đó là vùng kháng cự 30 pvd ở đây thì sắp gặp kháng cự đây này nó kháng cự rất mạnh đây các anh chị vùng 22.4 ở trong phiên giao dịch này là nó lên được uh, suy soát ở bao nhiêu ta 22.3 như vậy là tí nữa thì nó cán cái đích target ở đây uh, thì đối với PVD uh, sau khi mà PVD tuần trước đúng không anh chị nó đã vượt được cái vùng 21 thì cũng có phân tích một cái biên gọi là biên, biên rơ lắc tức là quanh vùng 20.5 uh, đó thì trong và có một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở quanh vùng 19.6 uh, phiên ngày thứ hai nó suy soát chạm 19.6 và sau đó nó kéo lên ở à, đồng thời đến phiên ngày thứ ba thì nó công cái vùng kháng cự này và nó công không thành. Chính vậy nên là nó lại tiếp tục quay lại cái biên rơ lắc của nó ở đây. Tức là phiên ngày thứ hai tuần tới thì nó sẽ ngắm lại ở khoảng quanh vùng 20.5. Trong trường hợp nó thủng 20.5 thì chúng ta sẽ ngắm với vùng 19.6, 19.7 đây. À, và nó tích lũy thành công ở đây thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng có một cái nhịp kéo à, về lại cái vùng kháng cự 22 đến khoảng vùng 22.4 ở đây. Đó cái ý đồ trong cái thời điểm hiện tại là có hay không một cái cú hích mà để có thể dự báo cái khả năng mà PVD nó kéo vượt thoát vùng 2.4 và sau đó nó test cung chỉnh nền và nó kéo lên ở trên này. Thì cái việc này á, cái kịch bản này nó cũng khá là hay các anh chị nhá. Đó, kịch bản này nó khá là hay. Tuy nhiên để mà cái kịch bản này nó xảy ra thì cái điều tiên quyết đó là giá dầu với KT nó phải ở đây Vigati nó phải không được thủng cái vùng 85 là sáu đây Nó tích lũy thành công và nó phải bứt lại được ở trên cái vùng 94, 9, 95 cộng đây Sau đó thì nó tiếp tục hồi phục về khoảng quanh vùng 110, đến 115 Thì như như vậy thì cái kịch bản để PVD đánh tiếp thì nó mới uh, Nó mới tiếp diễn ở trong tương lai Còn trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phân tích một cái uh, Xu hướng chỉnh uh, cùng cung kỹ thuật lại của PVD <laughs> Uh, cổ phiếu oi uh, trong tuần vừa qua thì oi đánh tương đối là khỏe uh, tuy nhiên với góc độ kỹ thuật thì các anh chị cứ lưu tâm hùng vùng vùng mười hai đến vùng 13 là vùng hỗ trợ uh, hỗ trợ thì chúng ta có thể gì à? mua uh, vùng kháng cự của nó đó là vùng mười ba đến vùng 14 đây kháng cự đấy các anh chị thì chúng ta có thể bán bớt đi uh, ngắn hạn với một cái cây nến uh, quay trở lại test như này thì tuần mới thì các anh chị uh, chúng ta sẽ ngắm lại ở khoảng quanh vùng 13 năm đó, 13 năm trong trường hợp nếu như mà oi mà giữ được ở vùng 13.5 khoảng tầm độ đôi ba phiên nữa và lực cầu sau đó lại xuất hiện những cái phiên nó đánh khoảng tầm độ 4 triệu đi ờ, như vậy thì với một cái kịch bản của oi thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng một cái cái cách đi như này đó để nó lên được cái vùng kháng cự cao hơn ở đây đó là khoảng quanh vùng 15 POVK <laughs> 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 ở đây thì uh, chúng ta vẫn tiếp tục có một cái vùng kháng cự 14.3. Nhìn chung thì POWK đã có những cái thời điểm nó công kể cả thứ phiên ngày thứ Sáu tuần tuần trước đúng không anh chị. Nó đã thoát được cái vùng 14.3 nhưng đóng cửa nó vẫn bị xịt dưới vùng 14.3. Tuần này nó cũng có một cây nền trong phiên ngày thứ Sáu. Như vậy thì gì? Chúng ta nhìn thấy cái vùng 14.3 là một cái cản rất là dài và rất là khó chịu của POWK. Uh, đồng thời thì chúng ta cũng có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là quanh vùng 13.5, đó 13.5. 13.5 đến khoảng vùng 13 và với cái tín hiệu uh, kỹ thuật hiện tại của POWQ thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là uh, cái điểm hỗ trợ ở quanh vùng 13.5 là cái điểm hỗ trợ uh, quan trọng của tuần. Có thể gom thêm và lên đến vùng 14 3 14 5 thì chúng ta có thể bán bớt. Đó. <laughs> BSR, BSR trong tuần vừa qua thì BSR cũng đã có những phiên đánh tương đối đẹp nó đánh tương đối đẹp là nó đã thoát được cái vùng 26 cộng Tuy nhiên phiên kết tuần thì nó lại đi vào cái biên gọi là cái biên nhì nhằng uh, biên kháng cự ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 sáu uh, nhìn về thiên hướng kỹ thuật thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở quanh vùng 25.5 và điểm kỹ thuật sâu hơn ở đây sẽ là 24.7 đến khoảng vùng 25 Ok anh chị đây là những cái điểm mà cổ phiếu có thể quay trở lại chỉnh cung đó ví dụ trong tuần vừa qua đây các anh chị, các anh chị có thể nhìn thấy cây nến trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì PVF cũng đã có những cái điểm chỉnh cung về quanh những cái vùng dự báo của chúng ta ở đây, đó là quanh vùng 25 đó các anh chị. Ở cổ phiếu PVB, PVB thì các anh chị nhìn thấy đây này, những cái cách tạo lập của PVB đấy là gì? Nó đánh khoảng tầm độ 3 4 cây. Nó rút rất là mạnh và sau đó thì nó cũng xả gì ạ, nó cũng xả rất là mạnh. Chính vậy nên là đối với những anh chị em mà chúng ta đánh PVB À, thì chúng ta phải nhanh chân lẹ mắt đó và khi mà cổ phiếu tiệm cận đến những vùng kháng cự như này tuyệt đối không đua à, không đua anh chị nha thì uh, trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đang ngắm cái 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 vùng kháng cự mạnh của PVB nó ở khoảng quanh vùng 19 à, với tín hiệu trả cung như này thì khả năng tuần tới PVD sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 17 16 8 đến khoảng quanh vùng 17 anh chị đó test lại quanh đây <cười> <cười> như vậy thì nhìn chung thì nhóm P ở trong uh, thời điểm hiện tại trong tuần tới thì nó sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của của gì các anh chị của của của, của VIX ở nhóm thép thì nó cũng sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của giá thép nó vậy thì hai nhóm ngành này thì về cơ bản vẫn là chỉnh cung tích lũy nền ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba và căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật uh, của thị trường cũng như xu hướng chung thì chúng sẽ tiếp tục cập nhật uh, trong các cái uh, bản tin và trong những cái phân tích trực tuyến ở, ở trên nhóm Zalo các anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành tiếp theo, một cái nhóm ngành cũng rất là quan trọng và nó cũng có một cái vai trò rất là lớn, vai trò tâm lý rất là lớn để dẫn dắt thị trường của chúng ta trong thời điểm hiện tại đó là nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành xây lắp, nhóm ngành hạ tầng kỹ thuật và đầu tư công. Thì cái nhóm này này thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự kỳ vọng nhất định cho những tháng kết năm 2022. Ở những cái câu chuyện mà được báo chí thường xuyên đưa đúng không các chị? Nó là những cái câu chuyện hay mọi người... À, mọi người uh, hay nói là 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 nếu mà gọi là chim lợn hay là cái gì gì đấy hay, hay gọi là cái gì nhỉ? Cái thuật ngữ đại loại như là những cái bài báo, bài viết ấy, đó. Thì đấy là những cái bài báo, bài viết đó thì nó cũng về căn bản đó, là nó cũng phục vụ mục đích các cái đội nhóm thôi. Đó, các cái nhóm ngành thôi và chúng ta cũng kỳ vọng là trong 6 tháng cuối năm, đó những cái tháng còn lại cuối năm thì chúng ta sẽ uh, chờ đợi thêm những cái tín hiệu tích cực về dòng vốn, về dòng tiền là uh, có thể kích cầu thêm cái nhóm anh này, đúng không, anh chị? Thì đối với DIG nhìn chung là sau khi mà dG cán được cái vùng kháng cự 42.5 này thì DIG đang chỉnh cung và nó liên tục có những cái nhịp tích lũy các anh chị và hiện tại thì nó chưa có thể bật được Nó Cái nhịp tích lũy đầu tiên đó là 38.5 vùng 40 thì vùng 38.5 thì cũng đã có phân tích rồi Trong tuần vừa qua thì dg có những phiên là nó đã bị mất vùng 38.5 và đóng cửa kết tuần ở quanh vùng 38 Chính vì vậy nên là khả năng thì trong các cái nhịp rung lắc của thị trường thì DG sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa ở quanh vùng 36.5 Cổ phiếu Sell ở đây, Sell sau khi mà nó đạt được cái mức kỹ thuật target vùng 36 thì nó bắt đầu quay lại một cái nhịp chỉnh cung Và cái nhịp chỉnh cung này thì chúng ta đang ngắm đến cái vùng hỗ trợ 30 đến khoảng vùng 31 Trong tuần vừa qua ba cây nến nó test khá là sát đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và với tín hiệu cầu đang khá là thấp Đường MACD thì đang cắm đầu đi xuống Thì sao? Thì cổ phiếu chủ đạo là thiên hướng Tích lũy đi ngang và chỉ giảm ờ, HBC ở đây Chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ như thế nào Đó là vùng kháng cự Ở đây là vùng 20.7 này các anh chị này Hình như sao chia 20.7 và Nó cũng hình thành nên một cái biên đó là biên 19.3 đến biên 19.7 đóng cửa ở vùng 19.5 thì chứng tỏ rằng là gì ạ nó vẫn đang nằm ở trong cái biên hỗ trợ kỹ thuật và cái điểm sâu hơn nó là quanh vùng 19 à, như vậy tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng chịu tải của HBC ở quanh vùng 19 lưu tâm nếu trong trường hợp nếu mà cổ phiếu này bị phá vỡ vùng 19 và nó xác nhận là nó không lấy lại được vùng 19 thì à, chúng ta cũng nên bán bớt đi các anh chị nhá bán bớt đi Cổ phiếu đất xanh thì chúng ta vẫn đang ngắm cái target ở vùng 30 đến vùng 30.5 nhưng mà target này là chưa có thành đúng không anh chị? Và đến thời điểm hiện tại thì đất xanh bắt đầu một cái nhịp trả cung và nhịp trả cung này thì nhìn như vậy là tương đối là sâu các anh chị nhé tương đối là sâu Vậy thì sao vậy thì chúng ta lưu tâm ở vùng 26 đến khoảng quanh vùng 27 bởi vì đất xanh là ông đã có phân tích một cái sóng lên ở những cái điểm mua rất là sớm từ vùng 19.5 đến vùng 20 và như vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng chúng ta chốt lãi nếu như trong trường hợp mà cổ phiếu này nó bị phá vỡ một số các cái tính năng kỹ thuật à, tuần mới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm biên 26 đến khoảng biên 27 của đất xanh ở à, thì đến thời điểm hiện tại là tuần này rất là đẹp rồi đúng không anh chị à, DxS thì cũng đang ngắm một cái cái cách đánh đó là nó kéo lên khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 22 sau đó nó test lại cung ở vùng 20 không thủng và nó lực cầu nó tiếp tục được đẩy vào thì trong cái thời điểm hiện tại là lực cầu của đất xanh bắt đầu được đẩy vào tương đối là là sâu rồi đấy tức là khoảng tầm trên 750.000 cổ phiếu trên một phiên đối với đất xanh là tương đối à với DXS là tương đối tốt rồi các anh chị và với một cái lực cầu đánh như này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này nó sẽ cán lên vùng 24 và khi mà con này mà nó bay lên được vùng 24 cộng á, thì nó lại tiếp tục nó kiểu kéo lên vùng 26 sau đó nó nó sẽ diện nó sẽ test lại một nhịp ở đây, ở không quanh vùng 24 không thủng thì lúc đó thì nó đẹp lắm, lúc đó xu hướng nó rất là đẹp. Đó. À, còn trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị uh, đang cầm thì chúng ta sẽ canh cái nhịp test về quanh vùng 20 để chúng ta tiếp tục gia tăng thêm thị trọng của cổ phiếu này. SCR thì nhìn chung vẫn tiếp tục bám càng ở quanh vùng 12 và À, tuần mới thì khả quan nó sẽ có ở khoảng quanh 11,3 đến khoảng vùng 11,5 à, scg trong cái thời điểm hiện tại thì lực cầu nó đang khá là thấp chính vậy nên là nó cũng chưa thể có những cái con sóng khỏe được à, con này nó đánh phải đánh những cái phiên nó rơi vào tầm độ 15 đến 20 triệu cổ phiếu thì khi đó nó mới tơi chứ còn trong cái thời điểm hiện tại nó đang à, đó và cái đường mac này đường macd các anh chị có thể nhìn ở đây nó nó cứ lình trình nó đi như này thì thì cổ phiếu nó sẽ chưa thể có cái sự bứt tốc nhất định ở trong cái nhịp đánh này. Cứ cầm thôi, chưa bị thủng đúng không ạ? Kỹ thuật vẫn đang được. À, cổ phiếu LDG cũng có một cái vùng ở đây 10.3 10.6 các anh chị là vùng hỗ trợ và ngắn hạn thì nó đang bị gặp cái cản 11.3. Nói chung là nó bay được cái cản 11.3, sau đó nó bay được cái cản tiếp theo ở đây là vùng 13 2 đến vùng 14 Thì đó thì LDG nó cũng sẽ bước vào một cái gọi là cái trang kỹ thuật trung hạn Và chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật khi mà cổ phiếu lần lượt vượt thành công các cái ngưỡng cản kỹ thuật ở đây Cái cặp tiếp theo đó là cặp C2 và MBB Thì về mặt kỹ thuật là C2 hơi đuối, các anh chị nha, hơi đuối Nếu về mặt đúng ý đồ thì C2 nó sẽ không phải thủng vùng 24 cơ đấy mới là khỏe nhưng nó để thủng mất vùng 24 thì nó lại nó lại delay thêm cái vùng 22.5 đến vùng 23 rất là lâu đó nó sẽ cần thêm cái thời gian để nó chỉnh cung test nền và nó chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để nó bắt đầu đổ lại cái lực cầu đây thì đối với C2 đấy là cái phiên kết tuần thì nhìn chung là nó cũng đã tạm ổn khi nó lấy lại được quanh vùng 23.8 nhưng khả năng nó vẫn phải tòi thụt thêm một hai nhát ở quanh cái vùng này nữa rồi sau đó nó phải công lại được cái vùng 24 cộng thì chúng ta vẫn tiếp tục uh, về trên cái tuần thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm về khoảng quanh vùng 28. Đó, hiện tại thì vẫn vẫn ngắm như vậy. Và chúng ta chờ đợi thêm cái cụm xử lý gọi là nó xử lý cái cụm kỹ thuật này để chúng ta đoán đoán giá phán đoán thêm cái ý đồ của nhà tạo lập. cổ phiếu FCN đây các anh chị này <laughs> FCN thì nhìn chung là vẫn chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến vẫn là đi ngang đường mát nó đang như thế này thì nó khó lắm Uh, thiên hướng ở quanh vùng 15 và điểm sâu hơn có thể phải tính toán ở quanh vùng 14.3. VCG ở đây thì nhìn chung nó cũng như vậy thôi Nhóm ngành bất động sản hiện tại đang vận động khá là giống nhau uh, Nó sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 21 Và xu thiên hướng thì tuần tới sẽ có những cái điểm test lại kỹ thuật ở quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 à, LCG ở đây có biên 11.2 đến biên 11.5 và khả năng thì tuần tới nó sẽ có những cái điểm test về khoảng quanh vùng 11 đó thì sẽ đánh giá đá thêm và vùng kháng cự ở đây thì vẫn là quanh vùng 13 Nó cổ phiếu TDH vẫn tiếp tục một cái hành trình tích lũy ở vùng 5.4 đến khoảng vùng 5.7 điểm sâu hơn thì chúng ta phải tính toán là vùng 47 đến vùng 5 Uh, như Hùng có nói rồi thì cổ phiếu này cái tính đầu cơ của nó tương đối cao Chính vậy nên là đây đang là những cái giai đoạn mà cổ phiếu tích lũy tạo nên Thì như vậy là cứ gom dần dần Cũng uh, không vội được các anh chị uh, Cổ phiếu DRH cũng hoàn toàn tương tự như vậy Cái con DRH này này cái tính đầu cơ của nó là nó sẽ cao hơn con TDH Và cái trạc kỹ thuật của nó thì khả năng nó cũng ok hơn Bởi vì cái lực cầu của nó đánh thì nó cũng tương đối là tốt À, trong hai tuần trở lại gần đây thì chúng ta nhìn thấy rằng à, cái lực cầu nó bắt đầu bị xíu đi đó, và nó bắt đầu quay trở lại test cung chỉnh nền thì ở à, đây nó có vùng 8.8 đến vùng 9 là chúng ta sẽ bắt thêm tạm thời sẽ bắt ở vùng này trong trường hợp nếu như nó bị thủng ở vùng này thì thì như thế nào đấy là một số các anh chị sẽ sẽ đặt ra câu hỏi như vậy vậy thì khi thủng vùng này thì chúng ta sẽ gom thêm ở khoảng quanh vùng 7.6 đến vùng 8 và đến cái thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm rằng là cái vùng tạo đáy đi thì chúng ta cứ tạm dự báo như vậy đó là ở quanh vùng 7.3 đến khoảng vùng 7. mấy đây này, 7.3. Vùng 68 đến khoảng vùng 73 đấy sẽ là cái vùng mà chúng ta dự báo rằng là cái điểm sâu nhất mà cổ phiếu DRH sẽ chỉnh cung về quanh vùng này. Ở cái cặp tiếp theo đó là HDG và HDC thì hiện tại là HDG và HDC thì cái chạc kỹ thuật của hai em này đang rất ổn áp. À, đối với HDC sau khi mà nó hoàn thành cái vùng giá 52 thì nó bắt đầu có khoảng 2 tuần à, test công tích lũy tạo nền ở trên vùng 52 cộng tức là không có vẽ ở đây nó là vùng 51 đến khoảng vùng 52 hai à, nhìn về ý đồ tạo lập như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này thì nó sẽ ngắm về khoảng vùng 60 và xa xa hơn sẽ là vùng 70 thì chúng ta sẽ ngắm thêm à, Cổ phiếu HDG về mặt kỹ thuật là chúng ta cũng đã hoàn thành cái tiêu chí đó là nó đạt đã, đã đạt được cái target ở trên 55 cộng đúng không à, sau khi nó đạt target 55 cộng thì nó sẽ có hai cái vùng test ở đây là vùng 52.2 và cái điểm test sâu ở đây nó là vùng 50 thì nhịp cũ là nó test về quanh vùng 50 nhịp này thì nó đang kiểm tra ở vùng 52.5 năm à, đang tương đối là ổn thì với những cái anh chị mà chúng ta cầm á, thì thì như thế nào đúng không ạ thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm trong trường hợp nó không thủng 50 thì chúng ta cái thoải mái chúng ta ôm đó về vùng 52 thì hôm nay chúng ta có thể gom thêm một ít và về đến cái vùng năm 55 56 này thì chúng ta lại chốt ra cái vùng gom như vậy như vậy là gì chúng ta vẫn tiếp tục cầm nắm cổ phiếu nhưng chúng ta vẫn có những cái hoạt động trading ở những cái hoạt động mà chúng ta đảo trong những cái nhịp ngắn như vậy để chúng ta tối ưu hóa được cái 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 lợi nhuận của chúng ta đó anh chị cặp tiếp theo đó là Nam Long và KDH thì đối với Nam Long là Nam Long chúng ta đã có phân tích một cái vùng cản ở đây tương đối mạnh ở vùng 43.544 đến thời điểm hiện tại là 3 tuần. 3 tuần thì Nam Long chưa thể công phá nổi cái vùng kháng cự này nên là hai cái nến này đang cho thấy rằng là hai cái nến suy yếu của Nam Long. Thì tuần tới các anh chị lưu tâm cho vùng 241.5 và điểm sâu hơn thì chúng ta có thể phải tính toán ở khoảng quanh vùng 40 đến khoảng vùng 40.5 đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của Nam Long. Uh, cổ phiếu khang điền thì khang điền ở đây nó có một cái vùng kháng cự đây là vùng 40 cái nhịp cũ ấy, thì nhìn về cái trang kỹ thuật của khang điền nó tương đối là đẹp ở đây các anh chị này nhìn tương đối đẹp ở đây đó nhưng mà nhịp chỉnh cung này thì chán quá nhịp chỉnh cung này như vậy là nó gần như nó 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 phá hết cái tính tạo lập uh, vì sao vì thứ nhất đó là nó đã không giữ được những cái điểm then chốt ở trên này và cái thứ hai nữa là đường mát lại đang nở gọi là nở xuống dưới như thế này thì nó khó lắm Đấy đường mác nó phải hướng lên như thế này thì nó còn tạm tạm ổn nhưng đường mác mà đang đang xanh thì dưng cắm đỏ này là không vui rồi. Thì ngắn hạn là tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 37, sâu hơn sẽ là ở khoảng vùng 35 đến khoảng quanh vùng 36.3. <laughs> rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang hai cái nhóm ngành cũng rất là quan trọng và hai nhóm ngành này cũng là cốt cán ở trên thị trường đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại là nhóm banh thì đã có một cái hành trình tích lũy tương đối là đẹp theo quan điểm của mình như vậy à, nó sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu ví dụ được nới rung rồi được uh, uh, cái gì đó tức là một số các cái hạn ngạch được cấp thêm vân 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 đó là những cái câu chuyện của nhóm banh ở trong những cái tháng còn lại của năm 2022 còn nhóm ngành chứng khoán thì sau một cái giai đoạn nó tăng rất là tốt, trong cái giai đoạn vừa qua thì cái sự phục hồi của nhóm ngành chứng khoán nó đang được đánh giá là tốt nhất thị trường Có những mã đã phục hồi khoảng tầm 30-40% là rất là đồng đều, còn cá biệt có những mã đã phục hồi 60% sau cái nhịp chỉnh đầu năm Như vậy đấy là một mức tăng cực kỳ tuyệt vời đối với nhóm ngành chứng khoán còn đối với nhóm ngành banh ấy, thì hiện tại là nó mới tăng được đâu đó khoảng trung bình từ 15 đến 20%. 15 đến 20%. Như vậy thì cái dư địa để mà kỳ vọng của nhóm banh tiếp tục bứt phá ở, ở trong những cái tháng còn lại của của năm 2022 cũng là còn. Và nó sẽ còn thêm những cái dư địa lớn, đúng không ạ? Thì đối với Việt Công Banh thì chúng ta sẽ nhìn nhóm banh qua lăng kính của Việt Công Banh. Thì thông thường là khi cái con Việt Công Banh này nó kéo ấy, thì thường thường là nó sẽ dẫn dắt cái nhóm banh nó kéo theo cứ thường thường là như vậy đây cái nhịp này việt Công banh nó kéo thì các anh chị cứ để ý mà xem thì những con banh khác nó cũng lần lượt nó kéo theo và khi con việt Công banh nó sập thì gần như là banh cũng sập theo đó vậy thì chúng ta sẽ lưu tâm thì đối với Việt Công banh hùng có đánh giá những cái ý đồ tạo lập của việt Công banh ở quanh vùng 80 mươi tám để nó công được cái vùng 85 thì tuần này là nó đã gì các anh chị nó đã công lên được cái vùng 85 đến vùng 86 à đây là một cái vùng kháng cự rất hay và rất mạnh vậy thì À, sau khi mà một cây nến à, dài mạnh như vậy á thì thông thường nó sẽ có khoảng tầm độ ba cây tiếp theo nó sẽ đổ lại đây là một cây rồi các anh chị và như vậy là phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba có thể về công anh sẽ tiếp tục quay trở lại chỉnh cung khỏe thì nó test lại quanh vùng 83.5 mà yếu yếu thì nó lại quay trở lại vùng 81.5 vùng 82 và chúng ta sẽ ngắm thêm ở, ở, những cái ý đồ tạo lập của Việt Công anh. Uh, cổ phiếu MBB ở trong thời điểm hiện tại là MBB tiếp tục được khuyến nghị uh, chúng ta cầm nắm và chúng ta thu gom thêm trong tuần vừa qua thì MBB đã có một điểm test kỹ thuật cực đẹp ở vùng 23.2 23 uh, sau đó MBB đã vừa thoát lên vùng 23.5 cộng ở đây và có hai cây nến uh, đóng trên vùng 23.5 cộng uh, đây là một điều tố kỹ thuật rất là đẹp để có thể uh, kỳ vọng rằng MBB sẽ tiếp tục uh, hướng về cái cột bông tiếp theo đó là quanh vùng 24.5 đến khoảng quanh vùng 25 Uh, bidv hiện tại cũng đang khá là ổn áp đúng các anh chị trong tuần vừa qua thì bidv đã quay trở lại vùng ba mươi đến khoảng vùng 39 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà ông đã có những cái uh, phân tích và đánh giá cho anh uh, chị em của chúng ta ở trên nhóm uh, về ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái xu hướng của uh, bidv tiếp tục uh, hoàn thành lại cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 41 đến khoảng vùng 41.5, đây là cái vùng kháng cự các anh chị. Đó. Vùng thứ nhất nó đạt được nó đổ và tích lũy thành công thì nó lại tiếp tục ngắm lại lần thứ hai. và lần thứ hai nó break được vùng 41.5. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ ngắm lên những cái target cao hơn nhưng trước mắt sẽ là vùng 41.5. <laughs> Đi đến đâu chúng ta sẽ xây đến đấy. Ờ à, em công thương, công thương thì Hùng đã có phân tích một cái ý đồ cho các anh chị rồi. À, chúng ta nhìn rộng ra một tí, chúng ta nhìn rộng ra công thương một tí thì ở đây <laughs> ở đây nó có cái gì ạ Nó có vùng 28 đây anh chị ờ, nhìn rộng ra công thương một tí thì ở đây này đó vậy thì cái nhịp sóng thứ nhất nhịp sóng thứ nhất đúng không anh chị nó đã công thương nó đã kéo này đó nó đã kéo lên được đến khoảng quanh vùng 30 thì nó sẽ quay trở lại test nó nó sẽ quay trở lại nó test lại ở khoảng gì ạ quanh vùng 28 và như vậy trong cái cái kỳ vọng cái cái sự về mặt gọi là logic thì công thương nó sẽ có một cái biên test kỹ thuật ở đây đó các anh chị có nhìn thấy đây đó và cái biên test kỹ thuật này thành công thì như vậy là tiền nó đổ về banh chẳng hạn như vậy là công thương sẽ nó bắt đầu đi thì nó sẽ bắt đầu cái nhịp 62 hai ở đây đó nhịp sóng tăng hai thì đây chúng ta sẽ nhìn lại đây đó nơm na như vậy thôi thì ở đây đang là cái nhịp mà gì công thương chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 27.7 đến khoảng vùng 28 đây là những cái vùng mà À, về mặt kỹ thuật mà nó giữ được cái vùng này nó là rất đẹp các anh chị nhé rất đẹp và lực cầu nó lại tiếp tục bắt lại ở khoảng tầm uh, 8 đến khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu một phiên và giúp cho công thương vượt lại ở vùng 28 cộng thì như vậy là công thương cũng rất là ok Ờ uh, em Techcombank thì nó chưa mạnh nhưng uh, nó vẫn giữ được một cái trạng thái ở vùng 38 đến khoảng vùng 38.5 đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là ok và có một cái vùng kháng cự ngắn ở đây, vùng 40 41 thì nó chưa thể vượt thoát qua như vậy đấy vẫn là một, một cái gọi là vùng giá mục tiêu của chúng ta ở trong các cái nhịp tiếp theo. À, TP TPBank thì cũng không có gì thay đổi cả. TPBank à, vẫn <laughs> à, vẫn tiếp tục bám ở biên 28, à, các điểm chỉnh sâu hơn có thể tính toán là quanh vùng 27 27.5 có thể có thêm mục tiêu thì vẫn là ngắm vùng kháng cự 29.5 vùng 30 bay được cái vùng kháng cự này thì khi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp đối với TP Bank uh, STB ở trong thời điểm hiện tại <laughs> chưa xấu nhưng mà uh, nó ở trong một cái gọi là gì ạ nói như thế nào diễn tả như thế nào để các anh chị hiểu này tức là nó vẫn nằm ở trong một cái trend tổng quan về mặt ý đồ tạo lập đó tức là tức là gì? Tức là cái vùng biên 24 đến vùng biên 24.5 này không phá thì nó vẫn nằm ở trong tổng quan của một cái trend gì, một cái trend tăng. À, như vậy thì với các cái yếu tố kỹ thuật hiện tại thì cũng vẫn tiếp tục kỳ vọng rằng là STB sẽ xây tiếp nền 24.24.5 thành công. Và đối với à, những cái lực cầu bây giờ của STB nó đang rơi lại khoảng tầm 7 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là cái lực cầu tích lũy khá là tốt. À, để chờ đợi thêm những cái phiên mà bùng nổ ở khoảng tầm 25 đến 30 triệu cổ phiếu trên một phiên thì các anh chị có thể ở à, chúng ta túc tắc chúng ta gom dần ở vùng này mục tiêu thì vẫn ngắm ở vùng 26 đến vòng vùng 27 ở đây thôi đây là vùng tháng cự ngắn của chúng ta các anh chị <laughs> à, cổ phiếu bsi bsi à không xin lỗi cả nhà nhầm à, liên phong banh liên việt Bank banh à, thì đối với liên việt bút banh à, nhìn về mặt thiên hướng thì vẫn đang ok rất đẹp chưa có vấn đề gì cả và cái biên gọi là cái biên then chốt của nó là 15 15.2 thì nó đã liên tục quay trở lại test cung ở đây và nó lại nhồi lên. Đồng thời thì nó cũng có một vùng kháng cự 16.2 ở đây và vùng 17. Như vậy, trong cái mục tiêu ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục quan sát ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn này và ở cái vùng kháng cự 16 đến vùng 17 và khi nó bứt được cái vùng 17 cộng thì khi đó thì chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện tiếp theo. Và chúng ta vẫn nhìn tức là về mặt quan điểm của hùng thì vẫn nhìn thấy một cái cái mô típ đó là gì? Nó sẽ kéo lên vùng 17, xong đó nó sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 15 Và sau đó nó sẽ tiếp tục kéo lên quanh vùng 19 đến khoảng vùng 20 Đó là cái mô típ của đi của đường đi này Thì để đi hoàn thành cái mô típ này thì chúng ta lưu tâm vùng 15, 15, 2. đó Tức là tất cả nhóm banh ý, bây giờ nó đang đi theo một cái mô típ như vậy Ờ, cổ phiếu SHB ở trong thời điểm hiện tại thì tra kỹ thuật của SHB cũng đang rất là ok Nghe anh chị. Ờ, cái dòng tiền nó đã bắt đầu nhen nhóm ở uh, thêm những cái tín hiệu ở quanh vùng biên 15 153 hỗ trợ rất đẹp ở đây. ở tuần vừa qua nó cũng test về uh, chi soạn 15 sau đó nó lại nhồi lên. Đó nhồi lên vùng 156 như vậy đây sẽ là những cái vùng mua các anh chị, mua thêm. Đó chúng ta cứ mua thêm dần dần rồi sau đó thì gì ạ, cổ phiếu nó break được vùng 16 mười 16 xong nó break được vùng 17 rồi sau đó thì nó sẽ uh, có thêm những cái thiên hướng kỹ thuật đó. Uh, tốt lên thì như vậy là cứ dần dần là chúng ta thu gom thêm để chúng ta tăng tỷ trọng. Uh, nhìn về cách tạo lập thì uh, trong thời điểm hiện tại thì Hùng nghĩ là SHB nó cuối nói chung là cứ yên tâm đi. Kiểu gì trước Tết cũng có bánh trưng xanh uh, đối với mã cổ phiếu SHB khả năng là như vậy. <laughs> BBB thì đang nặng quá nghe chưa chưa đánh được 13 2 13 mười năm vẫn như vậy không biết tạo lập đi đâu hết rồi mà mãi không chịu đánh lên khả năng là kiểu gì thì uh, không ít thì nhiều chứ kiểu gì nó có một cái nhịp sóng con con nho nhỏ ở đây đấy kỳ vọng như vậy và biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây vẫn là 13 ba 13 mười ba năm anh chị đối với mã cổ phiếu shb rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi <laughs> phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành bệnh à, ngành ngành chứng khoán các anh chị nhá thì uh, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ bám sát một số uh, các cái mã cổ phiếu đầu ngành để chúng ta dự báo cái thiên hướng của cả ngành uh, thông thường thì như vậy thôi khi cái con chim đầu đàn mà nó gãy cánh ấy, uh, thì em út ở đằng sau đấy là nó gãy tất đấy mà đó thường thường là như vậy đó thì chúng ta có thể nhìn thấy đây này bản việt này đó thì uh, trong một cái trang kỹ thuật như thế này và bản việt bắt đầu đến cái đoạn này là bản việt nó gãy cánh này các anh chị có thể uh, xem lại những bản tin tuần hùng phân tích đó à, khi mà bản Việt bị mất vùng 52.5 nó cảnh báo một cái gì? một cái thiên hướng rất là nguy hiểm và khi mà nó mất 52.5 thì tròn rơi. Đó à, và nó rơi thì hùng cũng đã à, cái này là bản Việt chia các cái hai cái hai cái cái nón ở đây các anh chị này chính là nó nó nằm ở dưới này. Thì đâu đó là trước chia thì nó khoảng vùng 30 và sau chia thì nó khoảng quanh vùng 22 thì từ đây thì cũng bắt đầu phân tích một sóng lên. Đó à, và sóng lên này thì uh, hiện tại nó đã đạt lên được đến khoảng Uh, những cái mốc target tương đối là 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 hoàn thành nhiệm vụ, đó là khoảng vùng 35 cộng. Thì uh, sau khi mà nó 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 chia xong á thì nó cũng đang có những cái tín hiệu khá là tốt. Ví dụ nó test ở vùng 36.5 và cái mốc kỹ thuật khen chốt ở đây đó là vùng uh, 35 nó không thủng. Đấy là một trong những cái hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Quan trọng của 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 cổ phiếu này. <laughs> như vậy thì trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ngắm uh, về mặt cái gì Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở uh, cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 36.5 và vùng 35 Các anh chị mà đang cầm cổ phiếu này Nếu như cổ phiếu mà nó đánh không thủng ở cái vùng này Chúng ta tiếp tục cầm với một kỳ vọng có thể ngắm lên vùng 40 đến khoảng quanh vùng 42 uh, Đẹp đẹp hơn thì có thể quanh vùng 47 đến hoặc là quay lại đỉnh cũ ở trên này Thì chúng ta phải chờ thêm bởi vì sao Bởi vì là cái mốc 35 này là một mốc rất quan trọng đó trong trường hợp mà nó xuất hiện một cái cây nến mà thẳng như này đó thì thôi xong đó nhưng trong trường hợp tức là các anh chị nhé đó như thế này là kịch bản tiêu cực nhưng trong kịch bản tích cực thì nó lại xuất hiện một cây nến xanh trồm trốm mà nó lại ăn thủng cái vùng à, đây nó lại ăn thủng cái vùng đây bao nhiêu ta ăn thủng vùng 38 chẳng hạn như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể ngắm lên 42 và chúng ta sẽ ngắm lên 47 chúng ta ngắm lên 55 ngay lập tức ví dụ như vậy đó thì tùy đó, à, tùy cái thiên hướng ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo chúng ta bám thêm à, đó tức là với một số các cái mã cổ phiếu thì mình phân tích cho các anh chị rất sâu để chúng ta có một cái góc nhìn đa chiều và mọi người nói rằng là à nói như ông này thì ai chả nói được nhưng mà cái cách để mình chủ động các anh chị nhá ví dụ phá vỡ vùng 35 thì cái gì thì chúng ta bắt buộc là phải chốt chúng ta phải giữ lái chúng ta phải có những cái hành động quyết đoán còn trong trường hợp nếu nó không thủng vùng 35 thì à, chúng ta cứ vừa vừa uống trà vừa ngắm cổ phiếu đúng không ạ trong trường hợp nó thủng vùng 38 ăn một cây nến rất mạnh với lực cầu khoảng tầm độ 6 7 triệu 10 triệu cổ phiếu thì chúng ta lại phải mua thêm đó vậy thì chúng ta luôn có chữ nếu và thì tức là nếu như thế này thì phương án sẽ là như thế này luôn luôn chủ động và chủ động cuộc chơi cái chị nha chúng ta không bị động đó cái cách phân tích kỹ thuật là như vậy nếu như chúng ta nhìn sâu nhìn sát nhìn rộng ra đó thì À, chúng ta đi đánh cổ phiếu đó là một cái Cuộc săn mồi Và chúng ta nằm ở thế chủ động để chúng ta săn mồi chứ không để là con mồi nó cắn lại chúng ta Đó Thì cái cách mà hướng đến các anh chị là như vậy Đúng không ạ à, SHS ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây các anh chị 13.13.5 ở đây ngắn hạn thôi và à, Vùng kháng cự ở đây thì vẫn là 15 <laughs> VND ở bên đây ở đây à, vẫn tiếp tục kháng cự vùng 22.8 đến khoảng vùng 23 hai tuần nó chưa đánh hai ba tuần ba tuần rồi đấy các anh chị ba tuần chưa đánh thủng à, đồng thời nó cũng hình thành được một cái vùng hỗ trợ bốn đến bảy đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó à, tuần tới có thể nhé có thể có vùng 20.8 đến khoảng vùng 20.9 bởi vì khi tuần cũ mà nó đã có một cái cây nến cái râu nến như này thì khả năng tuần mới nó cũng sẽ quay trở lại test lại lần thứ hai để nó kiểm tra xem là à cái mức hỗ trợ đó của nó có ổn không À, có trụ được không và nếu trụ được thì như vậy là gì lực cầu nó sẽ tiếp tục à, đẩy vào và cổ phiếu tiếp tục vượt thoát lên được ở vùng 21.7 như vậy là đẹp nó đối với bên đây là như vậy à, cổ phiếu SSI à, kháng cự đây các anh chị 26 à, nhìn về thiên hướng kỹ thuật thì SSI 2 chưa có gì xấu à, Chúng ta vẫn tiếp tục có biên 23.2 đến biên 24 Đây là vùng tích lũy của cổ phiếu Và Ờ, cổ phiếu đang tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy đó là một yếu tố kỹ thuật rất là tuyệt vời thậm chí là có thể cho phép trình lại quanh vùng 22.7 mà các anh chị đó có thể quanh vùng 22.7 thì vẫn là ok ờ, nhìn về mặt kỹ thuật đó thì bây giờ đường mát nó đang như này này là nó đang chủ đạo là gì các anh chị này chủ đạo là nó tích lũy đi ngang đó nó tích lũy thêm nó thu xu hướng chỉnh giảm chỉnh cung uh, tạo nền vân 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 đó khi mà đường mát nó như vậy Ở cổ phiếu HCM như vậy là về mặt kỹ thuật là HCM nhịp này là đã hoàn thành 28.5 hoàn thành target các anh chị nhá. Thì sau khi hoàn thành target rồi thì nó sẽ chỉnh cung và bây giờ cái điểm chỉnh cung này nó đang hơi gọi là hơi mong manh. Vì sao lại như vậy? Bởi vì về mặt kỹ thuật là chỉnh cung mà nó phải nằm được trên vùng 26 thì mới là đẹp đó và 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 cho phép cùng lắm thì là biên 25.7 như vậy là tuần tới thì sẽ là một tuần gọi là bước ngoặt của cổ phiếu HCM trong trường hợp nếu như và chúng ta bị mất vùng 25.7 đi vào 25.5 và nó xác nhận là nó không lấy lại được thì các anh chị mà đã gom được ở những vùng thấp ở dưới này thì chúng ta kiên quyết để chúng ta chốt bớt đó quan điểm là như vậy chúng ta giữ lãi còn hơn là chúng ta bị lỗ ngược các anh chị nha đó còn trong trường hợp mà nó cứ thùng thẳng mà nó cứ đánh lại được trên vùng 26 cộng như vậy chúng ta cứ cầm đó mục tiêu thì chưa thể nói được bởi vì sao? Bởi vì nếu như mục tiêu ngắn hạn thì chúng ta cũng chỉ nói đến vùng 28.5 thôi để chúng ta chờ đợi thêm những yếu tố tạo lập tại đây. Ví dụ dòng tiền nó phải đánh liên tục khoảng tầm 15 đến 20 triệu tầm 3 4 phiên. Ví dụ thế thì như vậy là nó sẽ tốt hơn. À, cổ phiếu STS ở đây à, có nói đến vùng kháng cự 40 rồi các anh chị và sau đó thì nó bắt đầu nó chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung kỹ thuật này, điểm chỉnh cung kỹ thuật này thì cũng có phân tích ở quanh vùng 37, nhìn về mặt xu hướng thì tuần tới nó sẽ có những cái điểm chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 38. Sau đó tiếp tục công lại vùng 40, break được vùng 40 thì sẽ hướng lên vùng 44 đến khoảng vùng 45. Ở cổ phiếu MBS à, mục tiêu à, thì chúng ta vẫn hướng đến vùng 22 và sau sau cái mục tiêu đó thì cổ phiếu nó đang chỉnh cung. À, những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây đó là quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, tuần này nó đang hướng đến đó, nó đang hướng đến cái điểm ở đây là 18 đến khoảng vùng 18.5 và các anh chị lưu ý đối với MBS thì chúng ta sẽ lấy cái biên 18 đến biên 18.5 đó là biên hỗ trợ then chốt. À, trong trường hợp nó vẫn giữ được uh, cung cầu ở quanh vùng này và sau đó lực cầu nó lại tiếp tục nó bắt lại ở khoảng tầm độ trên 3.4 triệu của phía trên một phiên thì chúng ta sẽ ngắm lên, tiếp tục ngắm về vùng 22. Break vùng 22 thì khi đó chúng ta sẽ tính uh, tiếp câu chuyện của nó <laughs> Ở cổ phiếu CTS thì về mặt lý thuyết là CTS cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đặt ra ở đây Đó là vùng 20 trên 20 Trước chia Sau chia thì nó cũng đã chính thức hoàn thành tức là như vậy là nó vượt mục tiêu Phải nói là như vậy Thì nó sẽ chỉnh lại ở đâu Nó sẽ chỉnh lại thứ nhất đó là khoảng quanh vùng 18.6 còn điểm chỉnh sâu hơn Điểm chỉnh sâu hơn thì vẫn có thể tính ở vùng 16.7 đến khoảng vùng 17.3 À, tuy nhiên trong tuần vừa qua thì nó đang chỉnh tương đối đẹp à, Nhìn về mặt ý đồ như thế này thì tuần tới các anh chị chúng ta sẽ ngắm lại ở khoảng quanh vùng 18 đối với CTS Và nó chỉnh cung tích lũy tạo nền ở trên vùng 18 cộng Giữ được trên vùng 18 cộng là cực kỳ khỏe và cực kỳ đẹp Để cơ hội là bứt thoát tiếp à, MBSI ở đây <laughs> BSI thì cũng suy soát là hoàn thành cái vùng target ở đây đúng không này Hùng phân tích cái vùng 3232.5 này là vùng kháng cự này Về đây thì chốt bớt đi này đó à, chốt bớt đi rồi á, thì về đến vùng này có thể cân thêm này 28 28 5 năm hỗ trợ kỹ thuật các anh chị em có thể cân thêm này đó rồi xong đó nó hồi lên được khoảng tầm 4 phần trăm rồi chúng ta lại có thể bán đi bởi vì là các anh chị biết cái cách vận hành của kho thế không đúng không ạ Tức là tài khoản luôn có tiền và luôn có cổ phiếu đó Vậy thì chúng ta ví dụ chúng ta có 1.000 BSI đúng không ạ thì lên đến cái vùng 323.5 32 các anh chị có thể chốt đi 500 cổ phiếu BSI Ok như vậy trong gốc của chúng ta vẫn còn 500 cổ phiếu BSI và về đến vùng 28, 28.5 thì các anh chị lại mua lại 500 cổ phiếu BSD thì chúng ta lại có 1.000 cổ phiếu. Rồi sau đó BSD có thể hồi về vùng 30 đến vùng 30.5 ví dụ vậy thì chúng ta lại bán đi 500 cổ phiếu chúng ta thu tiền về. Rồi biết đâu đó được thì BSD nó lại chỉnh cung lại một lần nữa thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta gom. Như vậy là gì chúng ta luôn có tiền, luôn có cổ phiếu. Đấy là cách đánh của kho, đấy là cách đánh của T0. Đó ví dụ như vậy thì chúng ta biến hóa nó đi, chúng ta vận hành một cách linh hoạt thì cái tài khoản của chúng ta đánh sẽ rất là ok và luôn luôn chủ động về dòng tiền chúng ta không phải là lo bị phun mặc zin hay là bị lo cái này đánh như thế nó rất là sướng anh chị thì đối với BVS ấy, là suy soát đạt được cái target của chúng ta đây là vùng 257 nó lên được 253 này 253 254 rồi đây à thì nó đang chỉnh cung nó con này là lên đến tận à, không phải con này là <laughs> đây tuần trước tuần trước và nó đang chỉnh cung thì nó có có những cái râu nến khá là dài và cái vùng dự kiến ở quanh vùng 23 23.5. năm à, tuy nhiên nhìn về cách như tạo lập như thế này á thì tuần tới khả năng là các anh chị chúng ta phải ngắm đến xuống đến tận vùng 22. Khả năng sẽ có những cái nhịp chỉnh cung về khoảng quanh vùng 22 đây này. <laughs> Đó. quanh 22, canh hoa hợp lý, tích lũy à, thành công thì chúng ta lại tiếp tục à, tiếp tục ngắm về cái vùng target mục tiêu của chúng ta ở đây đó là quanh vùng 25,7 đến khoảng quanh vùng 26 các anh chị đối với BVS. Rồi AGR, AGR là một cái mã mà chúng ta đã theo à, À, theo tương đối là sớm và sẽ tiếp tục theo bởi vì cái trạc kỹ thuật của agr là gì nó đang ở một cái gì ạ ở một cái xu hướng tạo đáy tích lũy đi lên thì chúng ta sẽ à, bám càng và sẽ bám đến cùng bám như đĩa đói ấy, các anh chị con này là bám như đỉa đói thì từ cái vùng 8 đến vùng 8.5 và chúng ta đã đưa lên được cái target 13.6 các anh chị nha đã đưa lên được cái target 13.6 như vậy là một cái thành công thứ nhất và sau cái thành công đó thì không có lý do gì mà chúng ta không tiếp tục với cổ phiếu này cả đúng không ạ? thì đối với AGR chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh về đâu? thứ nhất đó là vùng 12.8 sau đó thì có thể tính toán ở vùng 12.2 và biên sâu nhất thì có thể tính toán ở vùng 11.6 đến khoảng vùng 12 như vậy là gì? Khi mà chúng ta chốt bớt hàng ở trên này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ thu gom. Ví dụ ở quanh vùng 12 hai hai chúng ta gom này. Rồi quanh vùng 12 chúng ta làm một tí này, quanh vùng 11 8 chúng ta làm một tí này, quanh vùng 11 6 chúng ta làm một tí này. Đó, cái cách là như vậy. Và với một cái tín hiệu kỹ thuật chúng ta kỳ vọng rằng là gì ạ? Sau khi nó tích lũy tạo nền thành công ở đây thì nó sẽ tiếp tục đánh gì ạ? Đánh vượt thoát vùng 13 6 để ngắm lên ở cái vùng target 14 cộng đây và cái việc mà nó break được cái vùng 13 6 để nó mở một cái trang cái thuật ở đây thì khi đó nó đẹp lắm các anh chị, nó đẹp vô cùng đối với AGR. Ở VX cũng như vậy. VX thì chúng ta bám càng từ rất sớm từ vùng 8 đến vùng 8.5, vùng 9. Và VX thì nó cũng đã vì nó chia cổ tức uh, chia cổ tức nên là cái chạc cái thuật của chúng ta nó bị uh, vanh đi, uh, nhưng mà VX đã hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu rất là tốt, rất là tối ưu. Vậy thì sau khi mà hoàn thành rồi thì nó chỉnh cung về đâu và những cái nhịp chỉnh cung như thế nào thì hiện tại nó đang chỉnh cung như này rất là đẹp đấy này 13 13 4 như vậy thì tuần tới thì khả quan thì với sẽ tiếp tục tích lũy ở trong cái biên này và chúng ta chờ đợi những cái phiên mà với đá trở lại đó, nó đá trở lại khoảng tầm độ 12 triệu cổ phiếu đi đó em mới đá lại khoảng tầm 12 triệu cổ phiếu thì như vậy là cái xu hướng lại tiếp tục tăng và mục tiêu ở nhịp này đó là gì đó là break vùng 15 cộng đó thì chúng ta đang hướng đến cái đích như này Ở cổ phiếu ORS, ORS thì hơi đuối nhỉ, hơi đuối. Sau khi mà nó công lại đây đỉnh này, đây đỉnh này thì nó nhả cung, à, nhả như thế này là hơi đuối các anh chị. Ví dụ như về 153 à, nó không thủng thì là nó đẹp, nhưng mà thủng 153 như vậy thì là sẽ lại về hết nền rồi. À, cũng không sao cả về nền thì chúng ta sẽ có một cái độ chiết khấu à, mua cổ phiếu nó rẻ hơn đúng không anh chị thì các tài khoản cầm chúng ta sẽ ngắm thêm ở khoảng quanh vùng 14 3 14 14 3 các anh chị gom thêm được Đấy, đảo hàng T0 T1 là câu chuyện rất bình thường ở trong cái thời điểm hiện tại Uh, TC cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 11.5 và nó đang chỉnh cung thì điểm chỉnh cung đẹp ở quanh vùng 10.7 sâu hơn sẽ là vùng 10.3 và tuần tới thì chúng ta tiếp tục ngắm uh, TC ở quanh biên này APG APG cũng đang chỉnh cung lâu nhỉ hơi lâu ấy hơi sốt ruột ở uh, nhưng cũng không sao cả đối với APG khi nó đánh xem nào chặt tuần nó khi APG mà nó nó phi này nó phi thì cũng 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 tê tái lòng người đó nên là chúng ta cứ chờ thêm và đến thời điểm hiện tại thì đường mát này các anh chị nhìn thấy đấy đường mát tuần sau những cái tuần mà nó sau những cái tuần mà nó chỉnh giảm rất là rất là dài đúng không ạ và nó bắt đầu bẻ được cái chạc tuần từ đỏ sang xanh và hùng lê kỳ vọng rằng là cái chạc tuần này nó sẽ tiếp tục kéo dài thêm nữa nó để nó bắt đầu nó bước vào một cái xu hướng uptrend ở đây và đối với APG thì chúng ta cũng đã có những cái tiếp cận tương đối là sớm tương đối là sớm thì chúng ta cứ gom từ từ thôi không có gì phải vội vàng cả ở trong nhịp này thì ở đây chúng ta có vùng 7.7 đến vùng 8 chúng ta gom thêm ở trong trường hợp mà nó thủng vùng 7.7 thì như thế nào thì cứ để cho nó thủng đi đó và nó có thể nó về đến vùng 6.6 đến vùng 7 chúng ta tiếp tục gom và đối với APG thì cũng đánh giá rằng là khả năng cao thì cái biên 6 sẽ là cái đáy của cổ phiếu ở trong cái nhịp nhịp sóng tăng này đó để là dự báo thôi các anh chị nha chứ không 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 ai có thể biết chắc được là <laughs> đâu là đáy đâu nhá đối với BMS thì nó đánh khá là hay đúng không anh chị 11.1 11.5 11 à, cứ vùng này mua đi rồi 12 12 cộng bán ra đấy cứ tạm thời t không như thế mà đảo Ok, nhóm ngành chứng khoán thì uh, chúng ta sẽ uh, dừng lại phân tích đến như vậy thôi. Bây giờ ông um, sẽ đảo nhanh qua hai cái nhóm ngành uh, rất là hot uh, ở trong cái thời điểm hiện tại đó là nhóm ngành than. Thì uh, đối với nhóm nhóm ngành cổ phiếu than á, là ông um, có liên tục phân tích mà trong những cái tuần vừa qua thì không phân tích bởi vì là các cái điểm mua của nhóm than nó không còn. <laughs> còn uh, trong những cái tuần mà nhóm than có điểm mua thì uh, chúng ta có phân tích đó vậy thì bây giờ nhóm than thì nó sẽ nằm ở trong cái trạng thái nếu như những cái cổ phiếu nào mà còn điểm mua ở uh, sau phân tích xong thì các anh chị có thể mua thêm còn những cái mã cổ phiếu nào mà không còn điểm mua thì chúng ta nếu chúng ta cầm thì chúng ta sẽ canh chốt bởi vì là uh, các anh chị biết là giá than đang lên tăng rất là mạnh uh, cái giá than tăng tăng mạnh đấy uh, một phần nó do nguyên nhân cái cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu âu cuộc khủng hoảng khí đốt đúng các anh chị và giá than thì đã À, tăng vọt vì cái nhu cầu uh, dùng để mà sửa ấm hoặc để mà nấu nướng ví dụ như vậy là rất là lớn đó các anh chị <laughs> à, thì đối với cổ phiếu ngành than thì cũng chỉ có nắm năm mấy cái mã cổ phiếu này thôi hình như là năm sáu mã gì đó sẽ phân tích lần lượt từng mã Uh, đối với mã cổ phiếu TVD, đó thì nó không cần nó không còn điểm mua là như vậy các anh chị. Vì sao Mùng lại không phân tích là như vậy? Nó chỉ còn cái điểm mua khi mà nó có ở giá 13.5 đến vùng 14. Và hiện tại thì uh, TVD nó cũng đang tiệm cận về vùng kháng cự 17, 17.5. Uh, khả quan thì trong nhịp này TVD sẽ đánh được lên uh, một cái nhịp tiếp theo ở đây nó sẽ kéo được lên khoảng quanh vùng 19. Đó thì uh, về đến vùng 19 cộng uh, thì cũng sẽ có thể uh, sẽ chúng ta sẽ có thể đánh giá thêm Cái xu hướng Uh, cổ phiếu CST thì uh, đối với CST là cái trạc kỹ thuật. Bây giờ đến thời điểm hiện tại là CST cái trạc kỹ thuật nó rất là đẹp này. Nhìn là đẹp đấy. Thì uh, chúng ta nếu mà chúng ta không uh, không ngại tức là mạo hiểm một chút thì vẫn có thể mua được. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ vùng 17.5 của CST 17.5 của CST các anh chị nó đã trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là là ok ở đây rồi bởi vì là uh, ông uh, nhìn thấy rằng là nó đã xây nền ở đây khoảng tầm 2 3 tuần đó, và nó đang có thiên hướng là break được cái vùng kháng cự bên này vậy thì ngắn hạn là CFT sẽ ngắm lên target ở khoảng quanh vùng 19 à, vùng 20 nhịp này khả năng là được đó, bởi vì giá than nó đang lên tốt mà ngắm lên quanh vùng 20 và xa xa hơn đó, thì nó có thể ngắm lên vùng 22 đối với trạc uh, kỹ thuật của CFT Uh, cổ phiếu TDN ở đây là bây giờ nó đang tích lũy ở vùng đáy này Thì TDN các anh chị có thể mua thêm được này TDN thì chúng ta có thể săn hàng ở khoảng quanh vùng 12-6 12-6 đến khoảng vùng 13 Quanh vùng này là có thể uh, Có thể săn được 13 12 Đó và đâu đó thì uh, Cũng kỳ vọng tương tự như vậy thôi Ở vùng nó săn thì nó có thể uh, đánh bật lên được Ở cái target đầu tiên target đầu tiên đó là ngắm lên vùng 14.5 và sau đó thì sẽ ngắm lên vùng 15 năm đó đây là các cái vùng cản này và xa hơn sẽ là vùng 7 đó thì đối với uh, TDN chúng ta sẽ ngắm như vậy Uh, THT uh, THT thì cũng điểm mua thì hơi trượt trượt mất một tí 12 12.2 À, đó những cái điểm thấp thấp thế này chúng ta mua và con này thì nó cũng như vậy thôi, nó đánh 1 2 cây. Đánh 1 2 cây thì nó gặp kháng cự, kháng cự của nó là khoảng quanh vùng 13.5. 13.5. SBT à cổ phiếu gì nhỉ? S à, NBC NBC lại nhầm đối với NBC ở đây thì nó gặp nó đang gặp kháng cự này 18.5 và tuy nhiên thì nó cũng đang có những yếu tố tạo lập đang khá là hay. Đó là gì ạ? Đó là vùng 17 đến khoảng vùng 17.5 là nó không phá. Đó với cái xu hướng như vậy thì chúng ta có thêm một cái kỳ vọng. Tất nhiên là cổ phiếu này thì điểm mua nó không còn. Những cái điểm mua của NBC nó đẹp ở vùng 13.5 đến khoảng vùng 14 cơ. Bởi vì đây là vùng kháng cự mà các anh chị 19 18.5 vùng 19 này. Vì vì sao là vùng không phân tích là như vậy. Còn đối với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm đang cầm nắm á, thì hoàn toàn chúng ta có thể canh gom thêm cầm nắm thì là có thể gom thêm được bởi vì sao bởi vì chúng ta có sẵn cổ phiếu ở trong tài khoản thì khi những cái điểm gom thêm này nó bị sai ấy, thì chúng ta sẵn sàng chúng ta xử lý luôn đúng à, nhịp này thì NBC có thể ngắm về khoảng quanh vùng 20 mươi à, TC6 cũng đang khá là hay đó TC6 thì đang đang đánh rất là ổn áp đây này nhịp này TC6 đang ổn và TC6 thì cũng như vậy thôi. À, với quan điểm kỹ thuật lùng đã có những điểm phân tích mua ở vùng 8.6 này. Rồi vùng 9.2, à, vùng quanh vùng 9.2. À, để chúng ta ngắm cái vùng kháng cự ở đây là vùng 11 thì bây giờ là tuần vừa qua là nó đã đánh lên được vùng 11.2. Với một cái lực cầu của của em này đang khá là ổn đấy, trên khoảng dưới 600.000 là ổn. Như vậy thì uh, khi nó gặp kháng cự đây các anh chị thì nó sẽ đi uh, thêm một vài nhịp à, uh, Nhưng mà trong nhịp này thì cũng đánh giá rằng là khả năng cao thì sẽ ở khoảng 10.5 đến khoảng vùng 11 uh, Nó sẽ đi 10.5 anh chị uh, đó, nó sẽ đi ở trong mà cũng khả, năng không đến 10.5 đâu Nó cũng chỉ khoảng 10.8 thôi Đó, uh, 10.8 đến biên 11 nó đi một hai nhịp nữa thôi Và sau đó thì nó sẽ, à, uh, nhịp này thì có thể ngắm lên khoảng quanh vùng 13 TC6 đang khá là ổn bởi vì à, uh, Hàn đang khá là tốt. Đó. Rồi chúng ta sẽ phân tích uh, tiếp cái nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành thủy sản thì cũng sẽ phân tích nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu về đối với VHC. Uh, VHC thì nó cũng đã hình thành một cái nhịp sóng tăng đây khá là đẹp và cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 82.5 đến khoảng vùng 85 thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Tuần vừa qua thì uh, VHC đang đánh tương đối tốt. Uh, tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm ở vùng 95 và xa xa hơn sẽ ở khoảng quanh vùng 105 đến khoảng vùng 108. Cổ phiếu CMX thì ở biên 10 mười mấy 14.5 nó là biên hỗ trợ thì quanh cái biên này các anh chị có thể thúc tác gom thêm. Chúng ta chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật à, khi mà em này đánh vượt thoát ở vùng 15.7 thì khi đó chúng ta sẽ mở thêm uh, mở mua mạnh mẽ hơn. Đó. À, rồi, cổ phiếu uh, ANV À, đối với ANV thì nhịp một nó đánh khá là tốt rồi, nó đánh từ vùng 45, 46 mà nó đánh lên vùng 52 như vậy là khá tốt và không có à, đề cập đến một cái yếu tố kỹ thuật đó là biên 51 đến biên 52 sẽ là cái biên khá là quan trọng và chúng ta nhìn thấy ba phiên giao dịch của tuần vừa qua có lúc nó thủng nhưng mà kết kết phiên anh chị, cái nến kết phiên nó mới là cái nến đóng giá đánh giá được cái ý nghĩa và ý đồ tạo lập của cổ phiếu cũng như thị trường à, phiên cái tuần thì tương đối là đẹp có thể là phiên ngày thứ hai tuần tới nó sẽ nhả nhẹ nhàng một tí ở đầu cái ngọn mút nến này này tức là nó sẽ nhả lại ở khoảng quanh vùng 53.5 mục tiêu thì sẽ hướng lên khoảng vùng 58 59 đến khoảng vùng 60 ở trong nhịp này của ANV cũng là hoàn toàn khả thi bởi vì lực cầu là đánh lên khoảng tầm 2 triệu 6 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên và cái điều quan trọng nhất đó là đường MACD đường mát MAC nó đã bắt đầu mở rộng lên phía trên và nó đã chuyển sang xanh lá cây đấy là một cái tín hiệu tốt thiên hướng tốt của cổ phiếu Uh, cổ phiếu ADI ADI <laughs> tuần uh, phiên kết tuần nó đánh một lực cầu 7 triệu 2 cổ phiếu như vậy cũng khá là ok thì đối với ADI chúng ta cũng đã có đề cập những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng 19.3 sau đó là vùng 2 vùng 20 ở đây các chị đó uh, mục tiêu ngắn hạn thì nó cần phải vượt vùng 218 để đi lên ở đây đó là cái target dự kiến đó là vùng 23 đến khoảng 23.3 ASM <laughs> AFM ở đây thì ngắm ngắm như thế này, tức là sau một cái nhịp tăng thứ nhất thì AFM quay về test cung kỹ thuật và ở đây nó đang hình thành được một cái điểm test kỹ thuật theo mô hình v đúng không? Hay là còn gọi là mô hình hai đáy. Ở quanh vùng 15. Như vậy với tín hiệu kỹ thuật này thì tuần tới nó sẽ công lại vùng kháng cự 16. Break vùng 16 thì chúng ta sẽ ngắm lên ở vùng 17 đến khoảng vùng 18. Đó. Nhịp này thì nhóm ngành thủy sản cũng đang tương đối là ok, chính vậy nên là chúng ta có thể kỳ vọng một sóng tăng rồi như vậy các cái nhóm ngành các cái nhóm mã cổ phiếu thì cũng sẽ dừng lại chúng ta sẽ dừng lại ở đây các anh chị nhá và đối với anh chị em nào mà chúng ta uh, còn quan tâm đến những mã cổ phiếu khác thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần cũng sẽ dành thời gian để trả lời ở phần thứ hai chúng ta cùng nhìn nhận lại ba uh, phiên giao dịch của tuần vừa qua thì như vậy là trong bản tin tuần video số 141 thì cũng đã có những cái phân tích uh, kỹ thuật uh, về uh, các cái vùng uh, hỗ trợ cũng như các cái vùng cản kỹ thuật các anh chị nhá đó vậy thì <laughs> trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì như vậy là đối với các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật là nó đã tạo gáp giảm ATO anh chị tạo gáp giảm ATO và uh, tất cả những cái điểm đánh giá về mặt kỹ thuật là nó đã bị phá vỡ luôn trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai ví dụ như đối với VN30 thì có ngắm ở vùng 1.300 điểm và điểm sâu hơn của VN30 đó là vùng bao nhiêu 1293 đến vùng 1295 và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì điểm tạo gáp sâu nhất của uh, của 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 VN30 nó đã về vùng 1288 điểm rồi. Đó. Đối với chỉ số VN30 F1 mà phá sinh cũng như vậy, chúng ta có ngắm ở hai điểm, đó là điểm 1290 và điểm thứ hai đó là điểm 1278 đến 1280 thì cái gáp giảm của nó nó đã rơi về đến tận vùng bao nhiêu? Vùng 12 1272. Đó, đối với index cũng như vậy, chúng ta còn nói đến <laughs> ở vùng 1273 đến 1275 và sâu hơn sẽ là quanh vùng 1270 nhưng trên thực tế thì cái gáp giảm nó đã rơi về điểm uh, gần những điểm sâu nhất ở đó là khoảng vùng 1265 đến 1263. <laughs> Tuy nhiên cái mấu chốt vấn đề nó sẽ không nằm ở cái việc là thị trường ATO tạo gáp mà điểm mấu chốt vấn đề là chúng ta phân tích những cái dữ liệu kỹ thuật trong phiên giao dịch. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng đã có uh, một cái đánh giá ở uh, một cái đánh giá rất là quan trọng trong phiên ngày 20 à, ngày 29 tháng 8 29 tháng 8 tại thời điểm đó là 11 giờ 18 phút các anh chị tại thời điểm đó 11 giờ 18 phút thị trường đang rất là hoảng loạn đang bán xì ngậu tầm xì ngậu luôn thì à, mình bắt đầu đánh giá rằng là index của chúng ta đã chạm đến cái vùng 1250 đây là vùng hỗ trợ tốt nhất của thị trường chung à, thị trường chung hiện tại đang hội tụ những cái điểm kỹ thuật khá là sâu. Và cái điểm hội tụ kỹ thuật đó thì nó đồng loạt ở trên ba chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số Phái sinh. Và đối với chỉ số VN30 thì ở vùng 1275 đến 1276, ở đây sẽ là cái thời điểm mà chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ ngừng rơi ở gốc, ở mốc này. Cùng với đó thì Phái sinh cũng hội tụ kỹ thuật tại vùng 1265 điểm, đó là vùng hội tụ kỹ thuật rất là sâu tiếp tục quan sát thêm động thái xây nền tạo đáy của thị trường tại mốc hỗ trợ mạnh đây là mốc hỗ trợ thêm chốt của vn index cũng như của vn 30 của của phái sinh thì 11 giờ 11, 11 giờ 18 phút các anh chị sáng phiên giao dịch ngày 29 tháng 8 thì đấy là mấu chốt vấn đề đấy là mấu chốt của thị trường thì các anh chị có thể nhìn thấy đây <laughs> đây là cái điểm xanh lúc đó là 11 giờ 15 đến 11 giờ 18 phút nó hình thành cái nến đây thì khi đó ông đã có phân tích một cái vùng hỗ trợ khá là then chốt của VN30 đó là vùng 1275 đến vùng 1276 ở đây đó các anh chị có thể nhìn ở đây và cái vùng hỗ tụ kỹ thuật này nó đã rất là ok và các anh có thể các anh chị có thể nhìn thấy sau khi nó test lại một cái mô hình hai đáy ở đây và bắt đầu nó hình thành một cái gì đó một cái trang kỹ thuật tăng như vậy thì gì như vậy thì khi mà thị trường về đến cái vùng này nếu như chúng ta nắm được chúng ta nắm bắt được chúng ta hiểu được cái quy luật vận động của thị trường thì chúng ta sẽ gì đó? chúng ta sẽ dừng bán ra và chúng ta có thể bắt đầu mua vào đó đối với chỉ số phái sinh thì cũng có đó tại song song cái thời điểm 11 giờ đó thì cũng đã bắt đầu bắt đầu nhìn ngắm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất sâu của thị trường đấy cái vùng 11 giờ 15 đây đó anh chị 11 giờ 10 phút đây chính là cái nền này thì cái vùng 1265 là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là sâu rồi đó chúng ta đừng có bán nữa đừng có sọt nữa đó ví dụ và nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp chúng lên nhận, nhận nhận diện cái xu hướng đảo chiều ví dụ các anh chị này đó, đường mát này nó béo lên và sau đó thì nó xanh trở lại đây và ở đây thì bắt đầu một cái trang kỹ thuật long của phái sinh đó, kể từ đây thì cũng bắt đầu phân tích long phái sinh đó ví dụ vậy và đối với chỉ số vn index cũng như vậy ở tại cái thời điểm 11 giờ đây 11 một để bắt đầu quan sát là a à, như vậy là ông 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 này 11 giờ 15 ông chạm vào cái vùng một hai của tôi rồi đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là sâu rồi và sau đó nó hình thành tiếp một cái điểm test kỹ thuật ở đây và sau cái điểm test kỹ thuật đó thì ông ngắm thêm a à, đường macd đẹp quá trời luôn đó các anh chị như vậy tại sao chúng ta lại bán ở đây chúng ta phải mua vào ở đây đúng không ạ vậy thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng và then chốt ở trong thị trường trong tuần vừa qua đó là cái mốc hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho thị trường uh, index vn 30 mươi phái sinh của chúng ta đẻ lo ở cái thời điểm đó <laughs> đấy và chúng ta đấy tiếp tục uh, phân tích và sau đó thì uh, <laughs> kéo nến rút chân anh chị rất là đẹp Đó rồi ok thì còn lại uh, xu hướng thị trường trong tuần mới thì nó sẽ như thế nào? Thì như các anh chị em cũng đã biết rằng là hiện tại thì cái chỉ số Dow Jones uh, chứng khoán Mỹ thì nó đang rất là đau đầu đúng không ạ? Chúng ta ngắm qua một tí. Thì sau khi mà nó về được cái vùng 34 ba uh, 300 điểm ở đây thì nó bắt đầu nó rơi. Nó rơi thì cái cái mốc kỳ vọng đầu tiên là mốc 32.500 điểm thì nó đã không giữ được. Tiếp tục đến cái mốc kỳ vọng thứ hai. Đến mốc kỳ vọng thứ hai đó là ở quanh vùng 31.5 đến khoảng vùng 31.7 thì uh, trong cái thời điểm mà thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ thì nó đã có những cái sự rung lắc và trong phiên ngày hôm qua thì cái cây nến uh, kết tuần của Dow Jones nó đã đã, đã 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 thể hiện một cái lực suy yếu. Các anh chị, đã lực, có lúc bật lên nhưng mà cái lực cầu long nó không đủ và nó suy yếu. Uh, chính vì như vậy nên là cái khả năng khả năng cao thì Dow Jones sẽ quay về vùng 31.000 điểm. Tức là vẫn còn cái xu hướng chỉ giảm chưa thể bật được. À, về 31.000 điểm mà không tích lũy được thì thôi là coi như xong tức là tức là nó sẽ gì ạ nó nhả hết toàn bộ cái cung cầu về à, về quanh vùng đây à, về quanh vùng 30 đến 30 5 điểm như vậy đấy là những cái yếu tố mà về mặt vĩ mô là thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn à, tuy nhiên trên cái góc độ kỹ thuật thì chúng ta quay trở lại thị trường chứng khoán Việt ở trong cái tuần giao dịch vừa qua thì à, phải nói rằng là cái nội tại thị trường chứng khoán của chúng ta đang cực kỳ tốt thì mới có thể đỡ được thị trường như vậy và nhìn chung thì uh, chứng khoán của chúng ta trong tuần vừa qua mặc dù nó chỉ giao dịch ba phiên thôi nhưng nó cũng đã có những cái gam màu những cái sắc màu sáng hơn tích cực hơn so với uh, thị trường chứng khoán châu á cũng như thị trường chứng khoán mỹ và cái yếu tố nội tại của thị trường chứng khoán việt nam như hùng có phân tích với các anh chị là chúng ta bỏ qua tất cả những cái yếu tố thiên tai động đất thì mọi người bảo là chứng khoán làm gì có động đất thì đấy là một cái hình tượng ví dụ thôi ví dụ như anh quyết bị bắt đấy là thiên tai có ai muốn đâu ạ về mặt đầu tư về nhà đầu tư không ai muốn anh quyết bị bắt đúng không rồi về mặt đầu tư là không ai muốn tân hoàng minh bị dính bẫy đúng không ạ rồi vân vân và vân vân đấy là những yếu tố thiên tai động đất những yếu tố bất thường thì chúng ta không thể đưa vào trong phân tích kỹ thuật để chúng ta phân tích nhưng nếu như thị trường chúng ta không đón nhận những cái thông tin sốc ở những cái thông tin gây sốc như vậy mà nó cứ đằng đẵng nó cứ đi như thế này thì hiện tại nội tại nó đang là tốt rất là tốt bức tranh tổng quan về nền kinh tế của Việt Nam trong những tháng cuối năm cũng được dự báo rất là ok, kiểm soát uh, lạm phát uh, tốt, giá tiêu dùng tốt, chỉ số CPI tốt, GDP tốt, rồi FDI tiếp tục tăng, rồi các cái chính sách vĩ mô của chính phủ, cái sự dịch chuyển về uh, chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, từ Đài Loan quay trở về Việt Nam như vậy Việt Nam đang lớn mạnh lên rất là nhiều. Và cái việc là mỹ à và việt nam thì đang mở toang cái cánh cửa về thương mại nên là vì sao việt nam của chúng ta tăng tốc được trong cái thời gian vừa qua đó là nhờ vào cái 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 sự xuất khẩu hai chiều nhờ vào cái sự lưu thông vào cái thị trường mỹ chính vậy nên là cái nền kinh tế của việt nam đã khởi sắc hơn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua và với những hy vọng như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục um, kỳ vọng trong cái tháng 9 của chúng ta sẽ có thêm nhiều các cái yếu tố kỹ thuật tốt hơn đúng không anh chị. Thì về mặt tuần tới thì cũng sẽ dự báo sơ bộ về cái cách về cái cách đi của tạo lập đó là index của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại kiểm tra ở vùng 1273 đến khoảng quanh vùng 1275 và cái điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tính ở đây đó là sáu vùng 1263 đến khoảng vùng 1265 điểm đối với chỉ số VN Index là vùng hỗ trợ kỹ thuật anh chị nha còn đối với kháng cự thì chúng ta vẫn như như thế này thôi anh chị, chưa có gì thay đổi. Đó là vùng 1295 đến vùng 1300. Bứt được 1300 thì cái đích đến của nó sẽ là vùng 13 gì ạ? 1310. Đây đang là cái vùng target kỳ vọng, target mục tiêu của vùng trong những cái trong cái giai đoạn vừa qua đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ ngắm sơ bộ như thế này, tức là cái xu hướng mà để chỉ số này nó sẽ quay trở lại kiểm tra lại cái vùng 1293 1295, Đó là cái 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 gọi là cái 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 đương nhiên còn cái điểm sâu sâu hơn xa xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên ở khoảng quanh vùng 1285 đối với chỉ số VN30 mươi à, kháng cự của VN30 thì chúng ta cũng không có gì thay đổi cả ở 1320 và khi bứt được vùng 1320 rồi thì đó sẽ là vùng 1335 và đây sẽ là cái vùng gọi là vùng kháng cự vàng đấy vùng vùng mục tiêu vàng của chúng ta sẽ lên được ở những cái vùng này à, đối với chỉ số phái sinh thì đây các anh chị có thể ngắm cái chạc kỹ thuật của phái sinh thì đối với phái sinh là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì chỉ số phái sinh của chúng ta hết sức là tốt đúng không anh chị và hùng đã tính toán một cái chen long thì như là các anh chị cũng đã đóng long được ở đâu đó khoảng quanh vùng một năm à, trên cơ sở kỹ thuật như vậy á, thì cái test lại vùng một thì khả năng là, là là đương nhiên theo quan điểm hùng muốn test lại một thì chúng ta không có gì phải bàn cãi nhưng mà <laughs> nó sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh vùng một sau đó thì uh, nó sẽ ngắm ở vùng 1278 đến khoảng vùng 1280 tạm thời thì phái sinh chúng ta sẽ tính toán được uh, dự báo cái khả năng uh, chỉnh cung nền lại ở quanh hai cái điểm này còn về vùng 1265 thì chúng ta sẽ phải chờ thêm ví dụ như nó có những cái biến cố của thị trường chẳng hạn như vậy thì khi đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm uh, và trên cơ sở kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá <laughs> cái vùng kháng cự của thị trường vùng kháng cự của vn30 f1m đó là vùng 1300 Uh, đến vùng 1305 và cái điểm xa hơn uh, đó là vùng 1310, như vậy tạm thời chúng ta sẽ ngắm ngắm những cái điểm kháng cự này. Đó, trên cơ sở là uh, tích lũy thành công ở những cái điểm hỗ trợ này thì chúng ta sẽ phân tích thêm kháng cự ở trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Ok, như vậy là bản tin tuần này thì uh, Hùng sẽ tạm dừng tại đây và xin được gặp lại, hẹn gặp lại tất cả anh chị em uh, trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.